Chương 41, cho người mới lên lớp. Bất quá ngươi cũng là rất có thể, qua cái cuối tuần, biến hóa rất lớn a, à, cái khác ta mặc kệ, chiến đội sự tình nhất thiết phải nghiêm túc, 7 giờ tối chiến đội thi đấu đừng quên. Nói khe khẽ thở dài. Thế nào? Còn không phải huấn luyện thi đấu đối thủ sự tình, không có tốt đối thủ, căn bản là không có cách kiểm nghiệm đội ngũ, chớ đừng nhắc tới tìm ra thích hợp phong cách. Chu Nại Nhất cũng là lần thứ nhất làm đội trưởng, Vừa mới bắt đầu thời điểm rất hưng phấn, gây dựng đội ngũ sau đó mới hiểu được đây là vinh dự, cũng là chuyện rất khó. Không thể không nói, nàng cảm thấy Cao Vân Phong cũng không kém như vậy. À, dạng này a, à, ta hỏi một chút ta một người bạn a, à, trình độ của bọn hắn hẳn là còn có thể. Chu Nại gật gật đầu, cũng không coi ra gì, vẫn là phải tìm Marco Polo đội hai nghiêm túc nói chuyện, dù là thanh toán một điểm huấn luyện thi đấu phí tổn cũng tốt buổi chiều là chiến thuật tổng hợp khóa mông nghiệp giáo sư là cơ giáp phương diện chuyên gia đồng thời ause cơ giáp phong cách tôn sùng người hắn cũng không cho rằng trước mắt thế yếu là cơ giáp phương hướng phát triển vấn đề use luôn luôn là đi cân đối phong cách xem như cơ giáp nơi phát nguyên cân bằng là hạch tâm chỉ là hai năm gần đây chiến tích vẫn là cho mọi mặt áp lực rất lớn nhưng mông nghiệp vẫn là kiên định cho rằng phong cách không có vấn đề vấn đề ở chỗ tuyển thủ tự thân trước mắt use chủ lưu cơ giáp là thay thế khải hệ long thần hệ long thần e cỡ trung long thần t hạng nặng cùng long thần c hạng nhẹ tại cơ giáp tính năng thượng đô có nhất định trình độ tăng lên cũng giữ vững thuận sướng quá độ chủ lưu hiệu quả sử dụng đều là vô cùng lưu loát mà giống núp chủ hạng nhẹ đồng thời tại hạng nhẹ cơ giáp trên cơ sở không ngừng khuếch trương tính năng tỷ như gần nhất khai phát ra có ẩn hình bắt chước ngụy trang có thể lực chiến cơ mặc dù những công năng này sẽ để cho cơ giáp ở trong mắt một chút chuyên gia lộ ra có chút yếu ớt nhưng vận dụng tốt vẫn là vô cùng có hiệu quả rom lấy thú hình cơ giáp làm chủ nhưng bọn hắn nghiên cứu phát triển kiểu tóc là hệ thần kinh cùng cơ giáp toàn diện kết nối lấy đạt đến đúng nghĩa người máy hợp nhất có thể đem nhiều chức năng cơ giáp phát huy đến cực hạn nhân loại tự thân là phi thường hoàng mỹ thượng đế sinh vật người sở hữu cường đại kim dung cùng mở rộng năng lực chỉ cần khiến nhân loại đầy đủ không gian đương nhiên loại nghiên cứu này cũng tao ngộ một chút đạo đức luân lý phương diện phản đối chỉ là người sao hỏa cũng không thèm để ý tas thì cường hóa bọn hắn về mặt sức mạnh ưu thế tập trung lực lượng phát triển trọng trang cơ giáp đồng thời đối với phi công cơ thể cũng bắt đầu thích hợp cải tạo cũng không phải là ghen điều chỉnh trước mắt ghen điều chỉnh đã là phạm vi an toàn bên trong ưu hóa tas là lợi dụng titan ngôi sao trời ban môi trường tự nhiên cùng sinh thái nguyên tố đối với lực lượng cơ thể tiến hành cường hóa Mông nghiệp trên đài thẳng thắn nói, không thể không nói. S10 thất bại không có chút nào giảm xuống mông nghiệp nhiệt tình, Titan cũng không nhắc lại, loại này ngoại vật đề thăng kỹ thuật gì hàm lượng, mặt trăng cùng hỏa tinh là đi thiên môn, chúng ta giữ tốt, bọn hắn sẽ ở giai đoạn nhất định lấy được thành tích, nhưng từ lâu dài nhìn, chúng ta loại này mới là vương đạo. Nghe mông nghiệp khóa rất động viên, hắn không phải loại kia loạn suy, mà là phát ra từ nội tâm xem trọng USE cân đối chiến lược nhận được, nhất là tân sinh, trong lòng vẫn là không quá phục tùng, ép thi đấu biểu hiện không tốt, cũng sinh ra bản thân hoài nghi, ta lấy một thí dụ. Mặc dù không tính điển hình, gần nhất EMP bên trên xuất hiện một cái thú vị tuyển thủ, ta không biết đại gia chú ý không có, gọi là con rối. Mông nghiệp nói, ta xem hắn kép lơ trốn giết thủ thông, phát hiện một cái chuyện thú vị, người này gần nhất chỉ dùng khải hệ cơ giáp. Lập tức cả lớp học hứng thú, đây coi như là gần nhất ít có đề khí chuyện đại gia phát hiện không có bị chúng ta khịt mũi coi thường thậm chí cảm thấy phải cản trở khải hệ tại trong tay hắn lại dùng hết siêu cấp cơ giáp cảm giác đây là vì cái gì đến cùng là cơ giáp nguyên nhân vẫn là chúng ta mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề có rảnh có thể chú ý một chút người này ta không phải là đang làm quảng cáo a à? mông nghiệp cười kết thúc lớp buổi chiều đám người một hồi nghị luận ầm ý cũng không quá coi ra gì có nghe nói qua, cũng có lần đầu tiên nghe nói, dù sao cũng là một tiểu võng hồng, cho dù là nhận được một cái ép cấp thủ thông cũng chỉ là tại trong phạm vi nhất định gây nên điểm chú ý, chân chính có thể được đến toàn diện chú ý chỉ có ép thi đấu. Cái con rối này không đơn giản, ta cùng lớp trưởng nhìn qua hắn một chút tranh tài, tương đương toàn diện. Vũ Tàng nói, có lợi hại như vậy sao? Tả tiểu đường không có coi ra gì, kể từ nhận được ác muốn bắt đầu diễn xướng hội tin tức rõ ràng có chút không yên lòng rất lợi hại nội tình tương đương vững chắc linh động tính chất cực mạnh hắn trong thực chiến làm ra một chút quả quyết xử lý sau đó phân tích một chút cũng là lựa chọn chính xác nhất cái này mới là chỗ lợi hại nhất vũ tàng gật gật đầu nếu như có thể cùng dạng này người giao thủ chắc chắn là một kiện rất sung sướng sự tình đi thôi một hồi còn có chiến đội thi đấu chúng ta nắm chặt một chút Ba người rất mau ăn xong cơm liền đi đến sân huấn luyện, chu nại nhất tại điện thoại. Nhìn biểu tình đối phương là đáp ứng. Qua không bao lâu, dạ đồng, tiết cương cùng đường du cũng đến, huấn luyện của bọn hắn thi đấu đối thủ chính là Marco Polo học viện đội 2, cuối cùng đạt thành điều kiện là thắng có thể miễn huấn luyện phí, nhưng mà thu muốn thanh toán 1.000 khối, đây còn là bởi vì bên trong có dạ đồng tại, bằng không nhân gia căn bản vốn không nguyện ý. Mặc dù chỉ là đội 2, nhưng Marco Polo học viện trình độ rất cao, hơn nửa nhân gia đường đường chính đội ngũ, tổ kiến rất nhiều năm, mà bọn hắn chiến đội vẫn là mới xây, thậm chí cũng không biết có thể hay không giữ lại. Chu nại nhất vẫn còn có chút hương phấn, bắt đầu đi, chúng ta lấy chiến đại luyện, trước tiên tìm xem vấn đề cùng mạch suy nghĩ, trận đầu chúng ta đánh 22.335, tả tiểu đường ngươi bên trên, lý hạo cùng đường du quan chiến. Thiên Kinh đội 2 22.335 vũ tàng long thần e tiết cương long thần C chu nại nhất long thần dạ đồng cùng phong linh thức tả tiểu đường hôi sắc tử thần long thần C hạng nhẹ cơ giáp USE phối trí, hạng nhẹ chiến cơ 60 trọng tải phân hạch khu động sông ngắn hướng súng laser sông Titan lưỡi đao Marco Polo đội 22.355 Andolo long thần T Eco long thần C uy cùng phong linh thức Sofia ưng nhãn chiến cơ Di Barbaro ưng nhãn chiến cơ long thần T cơ giáp hạng nặng 120 trọng tải USE động cơ kép phân hạch khu động. Kiến thức tự động tia ti Titan bá vương thương, Titan chiến phủ có thể chọn phối song phương tiến vào thành thị chiến trường, trên xuống ngẫu nhiên vị trí không sai biệt lắm, đồng thời hướng về khu trung tâm tiến lên, Andolo xem như chủ lực trọng trang tiên phong, phương diện tốc độ cũng không rất lại phía sau, cái này cũng là trọng trang thích ứng chiến trường năng lực, tổ chất thân thể nhất lưu. Thiên kinh bên này kỳ thực cũng là lòng tin tràn đầy, chu nại nhất tất nhiên tâm tư cẩn thận, cũng tương đối bảo thủ, nhưng trong chiến đội thế nhưng là nắm giữ giả đồng, giả đồng là người mới, nhưng chiến đấu thực lực là từng chiếm được nghiệm chứng, khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Marco Polo đội hai đối nội giọng nói vẫn tương đối nhẹ nhõm, các huynh đệ, cho giả đồng một điểm màu sắc xem, hoan nghênh vị đại tiểu thư này tiến vào người trưởng thành thế giới. Được rồi, cái này một ngàn nhanh chúng ta quyết định được. Andolo xem ngươi rồi, ngăn chặn, Teco đối diện tay bắn tỉa không có kinh nghiệm gì, xem bộ dáng là cái trạch nam, chỉ cần bắt được vị trí, trước giải quyết đi, Sophia cùng Di Barbaro khống tràn thử xem nam cung gia, đại tiểu thư trình độ. Đám người ầm vang đáp dạ. Cơ giáp toàn diện xuất kích, thiên kinh mặc dù là khu Á Châu Tương đối đứng đầu học viện, nhưng ở USA chỉnh thể phạm vi chỉ có thể coi là nhất lưu, không tính là đỉnh lưu, chu nại nhất tại S10 biểu hiện cũng tương đối đồng dạng, bọn hắn cái này đội hai mặc dù không có tư cách dự thi chính xác marco polo một đội chủ yếu bồi luyện một mực bồi đến ép thi đấu hơn nữa một đội cùng đội hai đội viên ở giữa là có lên xuống tài nghệ này làm sao đều có cái tài nghệ cao nhất tám thành bắt đầu tranh tài marco polo đánh mạnh mẽ thoải mái trực tiếp để cho trọng trang tiến lên không chút nào mang do dự tả tiểu đường ra tay rồi cái này mẹ nó đưa tới cửa thịt không thể không ăn a à tả tiểu đường cũng là hôi sắc tử thần kẻ yêu thích, vô cùng tinh chuẩn công kích, nhưng mà Long thần tê sớm đã có chuẩn bị, đại thuẫn chặn đánh út, hơn nữa chỉnh thể trọng tâm không có bất kỳ cái gì ba đồng, tiếp sau một kích cấp tốc tìm được yểm hộ thay cái phương hướng tiếp tục đi tới. Quy trực tiếp đi ra nhảy thương, một đống cùng xạ, mở công nhiều lần hướng dạ đồng khởi xướng khiêu chiến. Dạ đồng là ai, từ trước đến nay không biết sợ là vật gì song phương cơ giáp đối mặt chính là một trận cùng oanh loạn tạc Ti la oanh minh chu nại một lòng bên trong tỉnh hạ tâm nàng là đội trưởng phải tỉnh táo vũ tàng tiết cương tìm được bọn hắn tay bắn tỉa chu nại nhất xem xét lấy chiến trường trong lòng cảm giác không thích hợp uy kêu gào khóc nhưng một mực tại giữ một khoảng cách vũ tàng bị trọng trang cuốn lấy tiết cương ngược lại là có thể lợi dụng tính cơ động thoát khỏi nhưng mà vừa mới đối mặt liền bị tay bắn tỉa đánh một cái thăm dò, cơ thể điều khiển có chút loạn, động tác quá lớn, lại là một thương vang lên, trực tiếp bị bể đầu. Marco Polo xong đánh úp tổ hợp đấu phát Mà Tiết Cương vừa tới phía dưới, một bên khác lại vang lên nổ tung, tả tiểu đường bị giết chết, hắn đánh thật sự chuẩn, đánh bia di động cũng không tệ, chỉ là không phải bắn bia A, mặc dù đệ nhất cướp đánh xong liền đổi chỗ, nhưng vẫn là bị đối phương tinh chuẩn dự trù vị trí, Long thần C cơ hồ là không có gặp phải cái gì chống cự liền thu hoạch được tả tiểu đường. Dạ đồng bên kia cũng phiền muộn, chán ghét muốn chết, nạn đánh đơn đấu rất dài nhiều, đoàn chiến không thuộc về dự bị ban chương trình học, tại dạng này đoàn chiến thế giới, đối thủ chính là có phương pháp nhiễu. Dạ đồng muốn đánh ra áp bách tính chất cũng rất không có khả năng, quy cũng không phải thái điểu. Tâm tính càng là cấp bách càng đánh không ra hiệu quả, một bên khác vũ tàn đối mặt với đối phương trọng trang ngược lại là đánh ra trình độ, cỡ trung chiến cơ đè lên trọng trang điên cuồng tấn công, có thể không cần, đối phương trọng trang rõ ràng cực kỳ am hiểu phòng thủ, quan trọng nhất là kiên nhẫn 10 phần, không loạn chút nào, làm gì chắc đó, thực sự không được thì dựa vào địa hình phòng thủ. Các huynh đệ, không sai biệt lắm, cho người mới học một khóa. Theo uy ra lệnh một tiếng, tay bắn tỉa bắt đầu phối hợp chính diện chiến trường chiến đấu, không đến một phút, dạ đồng liền ngã, thật là không có biện pháp, đối thủ phối hợp tương đương ăn ý, tay bắn tỉa đánh lúc trước tính toán, mà dạ đồng là bị đối thủ liều mình một đòn dồn đến vị trí, không có biện pháp, cũng không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Vũ tàng bên kia cũng giống như vậy, đối mặt long thần tê đổi mệnh đấu pháp, hoặc là né tránh, hoặc chính là đồng quy vu tận, mà loại tình huống này, cái sau khả năng tính chất không lớn, mà vũ tàng né tránh, đối mặt là song đánh lén tổ hợp đã kích, trực tiếp bị đánh nổ. Còn lại chu nại nhất vừa hiện ra nhưng cũng không có thao tác không gian, bị uy cùng eco giáp công đánh giết. Trong lúc bất chợt đoàn diệt, không đổi năm, đánh toàn bộ huấn luyện quán bên trong lặng ngắt như tờ. Đây quả thật là cho giả tâm bừng bừng chu nại nhất cùng dạ đồng đánh đòn cảnh cáo. Chương 42, 42 tiếp xuống hai trận, Chu Nại Nhất vừa thử nghiệm thay một chút đội hình, nhưng kết quả giống nhau như đúc, liền xem như dạ đồng cùng vũ tàn trình độ, liền một cái đánh giết đều lấy không được, thành thục chiến đội tại tiếng thối trước đây hoán đổi vô cùng tự nhiên, nên để cho liền để, nên thời điểm liều mạng tuyệt không do dự, mà để nhất chiến thực lực rõ ràng để cho Chu Nại Nhất nhất đẳng người có chút bó tay bó chân, đang phán đoán cục diện thời điểm xuất hiện do dự tình huống, nhất là trận. Thứ ba, ngẫu nhiên hạ xuống vị trí phi thường tốt, bẩm sinh địa lý ưu thế cứ thế bị đối phương bẻ gãy nghiền nát cho công xuống. Đối phương thuần thuộc đoàn chiến kỹ xảo chân chính làm được đoàn đội hợp tác. Vũ Tàng, Chu Nại Nhất, và dạ đồng cá nhân trình độ là quân hành, vấn đề là đối thủ không kém tình huống phía dưới, chiến thuật an bài liền lộ ra phá lệ trọng yếu, hơn nữa nắm bắt tâm lý nắm bắt rất tốt, và dạ đồng nghĩ dựa vào cá nhân kỹ thuật đơn sát thời điểm, thường thường không phải là bị đối thủ dây dưa chính là bị tao ngộ bao bọc, hơn nữa đối phương cũng biết giả dạ đồng tình huống, thường thường làm tâm tình của nàng, mà không phải nhất định phải phân cái trên kỹ thuật cao thấp. Thẳng thắn nói tiếc cương cá nhân trình độ vẫn là kém nhất tuyến. Tả tiểu đường đánh rất chuẩn, nhưng chiến trường chỉ là chuẩn còn thiếu rất nhiều, huống chi hắn chuẩn vẫn là loại kia tương đối như thế. Marco Polo đội 2 là chân chính chiến đội, trước mắt chấp vá lung tung thiên kinh đội hai càng giống là năm bè bảy mảng, chỉ có giả tâm vấn đề còn rất nhiều. Ba, không cũng phản ứng trước mắt thiên kinh đội hai tình trạng, sau trận đấu uy đều đều lười nhát khách sáo, lấy tiền rời đi, hiển nhiên là đối với thiên kinh đội hai không hứng thú lắm. Hành hạ người mới là nghiệp dư mới yêu thích sự tình, bọn hắn mặc dù là đội hai, nhưng mỗi người cũng có thăng vào một đội cơ hội. Nhưng phạm là cái cơ giáp sinh, ai không có tiếng vào ép cuộc so tài mộng tưởng, đứng ở đó cái sân khấu, là mỗi nguyện vọng của một người, vô luận thành bại, có thể đại biểu chính mình học viện, thậm chí đại biểu UFE xuất chiến, đó là lớn lao vinh quang. Đương nhiên cá ướp muối bên ngoài. Lý Hạo cùng đường du khán giả ba trận, chu nại nhất một mực tiếp đem hai người này đem quên đi, cái này quên không phải không nhìn thấy, mà là thấy được căn bản đều không nghĩ thay thế một chút, mỗi lần đều cảm thấy có thể đang liều một chút, sẽ có cơ hội, nhưng kết quả lại là thảm hại hơn. Toàn bộ chiến đội bầu không khí có chút lạnh đây cũng không phải là thất bại mà là tàn phá không có người tổng kết muốn tổng kết cũng phải có sức thuyết phục lần này dạ đồng cũng không có nói chuyện tiểu nha đầu tâm tình rất hạ mặc dù đồng đội có vấn đề nhưng mình cũng có vấn đề ngay cả một cái đánh bại đều cầm tới ngược lại bởi vì vội vàng sao động bị đối thủ bắt đám người hai mặt nhìn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ vẫn là chu nại nhất mở miền trước mặc dù đoán trước thất bại nhưng không nghĩ tới thua thảm như vậy tăng cường huấn luyện a Chúng ta nhất định có thể đánh trở về. Nói là nói như vậy. Chu Nại Nhất chính mình cũng có chút không tin, dĩ vãng mặc dù biết cá nhân đứng không giống với đoàn chiến, nhưng không nghĩ tới sẽ kém cách như thế lớn, làm đội trưởng mới hiểu được làm đội trưởng khó khăn, mà nạn cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Vì cái gì không mời cái huấn luyện viên. Nhìn xem đại gia bộ dáng ủ rũ cúi đầu, Lý Hạo đột nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta chiến đội cá nhân thực lực biết tròn biết méo chính là đánh có chút loạn, có mấy lần cơ hội chỉ là kém một chút mà thôi. Mọi người nhìn về phía Lý Hạo, lúc này mới ý thức tới còn có như thế một cái dự bị. Chu Nại Nhất vừa có điểm ngượng ngùng, Lý Hạo, quên, kỳ thực hẳn là thay thế ngươi ra sân. Lý Hạo khoát khoát tay, ta không phải là ý tứ này, những thứ này đỉnh tiêm chiến đội đều có rất tốt huấn luyện viên thậm chí tổ huấn luyện viên, nghiên cứu đối thủ chế định chiến thuật, chúng ta dạng này mới đội ngũ kỳ thực nhất là cần, đối phương không biết tôi luyện bao lâu chúng ta vừa mới bắt đầu đều không chính thức phối hợp qua cho nên vừa mới chênh lệch cũng không phải tình huống thật ta đề nghị mời một huấn luyện viên cái kia cao vân phong bên kia không phải đều có không vũ tàng cũng giữ vững tinh thần có một loại sáng tỏ thông suốt ta cũng cảm thấy kỳ thực giao thủ thời điểm ta cảm giác đối phương cũng không mạnh như vậy nếu như một đối một ta là có nắm chắc chỉ là bị chiến thuật kiềm chế lợi hại lại muốn đánh đơn đấu lại muốn phối hợp, ngược lại rối loạn. Đi chỗ nào tìm huấn luyện viên? Chu Nại Nhất hỏi một chút đạo. Gặp phải khó khăn tìm lãnh đạo, Long hiệu trưởng luôn có biện pháp A, từ xưa đến nay biết khóc hài tử có sữa ăn, lớp trưởng, ngươi cùng giả đồng cùng đi, làm nũng, ta bảo đảm sẽ có thu hoạch. Lý Hạo cười nói. Chu Nại Nhất Nhất cùng giả đồng liếc nhau. Mặc dù không làm loại chuyện này, nhưng tình huống trước mắt bọn hắn chính xác cần chiến thuật chỉ đạo được chưa vậy hôm nay trước hết đến nơi đây cũng coi như là có thu hoạch còn lại để ta xử lý a à? chu nại nhất một chủ động gánh chịu trách nhiệm lý hạo vui thích a à? hắn liền ưa thích loại này chịu trách nhiệm người vũ tàng tiểu đường chúng ta đi empa vũ tàng ngươi cũng đừng lão luyện thân thể lại ngược hành hạ người mới tìm xem cảm giác lý hạo cười nói chúng ta cũng đi a à, hy vọng đại gia đằng sau nhiều đánh một chút chiến đội thi đấu tích lũy một chút nhiều người chiến đấu cảm giác chu nại nhất một đề nghị đạo tân sinh kỳ thực nhiều lấy đơn đấu làm chủ bởi vì cơ giáp trì muốn mở rộng muốn thông thạo đơn đấu càng thích hợp hiểu rõ tính năng bình thường đại nhị sau đó mới có thể bắt đầu tăng cường đoàn chiến tỷ trọng đại tam cùng đại học năm tư liền lấy đoàn chiến là chủ đương nhiên đây là đối với học sinh bình thường tới nói một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới EMP, có khéo hay không vừa vặn đụng tới Cao Vân Phong chiến đội vừa mới kết thúc đi ra. Nại nhất, dạ đồng, các ngươi cũng tới, ta nghe nói các ngươi hẹn Marco Polo đội 2. Một đội đội trưởng đã nói với ta chuyện này, ta cùng bọn hắn nói, cũng là bằng hữu, cho các ngươi một chút thuận tiện, như thế nào, có thu hoạch sao? Cao Vân Phong cười nói, trong lòng vẫn tồn tại điểm này huyễn tưởng, đụng tường mới có thể nhớ tới sư huynh tốt. Xem bọn họ sắc mặt chắc chắn là thu hoạch cực lớn A, à, lòng dạ là rất cao, cũng không biết có hay không cái kia trình độ, thật sự coi chính mình là thiên chi kiêu tử. Triệu chí hàng chăm chọc khiêu khích đạo, sẽ không phải bị cạo tên ngốc tử A. À. Triệu chí hàng, biết nói tiếng người sao, ngươi mới là tên trọc. Tiết cương quát. Nhà, đây không phải chúng ta không cần tiết cương sao, ngươi ngoại trừ biết sủ loạn biết làm gì, lão tưởng nhắm mắt lại đều có thể diệt ngươi. Chí Hằng đều là người mình, nại nhất, dạ đồng, ta vẫn câu nói kia, đối thủ rất cường đại, chúng ta cần đoàn kết, ta rất coi trọng thực lực của các ngươi, một đội tùy thời hoan nghênh các ngươi. Không cần. Chu nại nhất thản nhiên nói, rất rõ ràng trong ánh mắt lộ ra quả quyết. Cao Vân Phong ngược lại là sao cũng được cười cười, duy trì chính mình trước sau như một nho nhã, có nhiều thâm ý liếc mắt nhìn Chu nại nhất mới mang người rời đi. Mẹ nó, thực sự là làm giận. Tiết Cương giận dữ nói, hắn trước đó cũng là dự bị, lần này là đi theo chu nại nhất vừa đi. Người này nhìn xem vẫn được, các ngươi như thế nào bất cẩn như vậy gặp. Dạ Đồng hỏi, đi đến ở đây, cảm xúc của nàng khôi phục, không dễ dàng như vậy bị đả kích đến, một chọi một thời điểm có thể chắc chắn trình độ của đối phương, chỉ là nàng còn cần thích ứng một chút, nàng căn bản chưa từng tham gia đoàn chiến, một mực là cá nhân đối chiến, dù sao cũng là mới vừa vào học hơn nữa cái này ba trận chiến mặc dù thua, nhưng cũng bị nàng tìm được cảm giác. Có lẽ, nàng đồng thời cần đánh ba hào vị, mà là hẳn là càng thêm chủ động hai hào vị. Tiết cương cùng đường du nhìn một chút chu nại nhất nhất, cho tới nay tất cả năm đội viên cũng là phải giao đội phí, không giao biết khai trừ, hơn nữa Cao Vân Phong nhìn xem dạng cho hình người, làm giống như tình thánh một dạng, thích nhất để cho học muội bồi chơi, chỉ là vì hắn sảy thai liền có mấy cái, năm ngoái ép cuộc so tài thời điểm, một mực tại truy đội trưởng đội trưởng không có phản ứng đến hắn loại người này làm gì không cùng hiệu trưởng nói tả tiểu đường nghẹn họng nhìn trân trối đây là hắn trước đó tiếp xúc không tới phương diện không có chứng cứ a à, lấy tiền sự tình cũng là triệu chí hàng làm nữ sinh sự tình nói như thế nào đây hắn biết là tự nguyện hơn nữa toàn bộ chiến đội đã hình thành rất lâu từ trên xuống dưới đều có vấn đề toàn bộ đổi đi ai bên trên thiên kinh còn tham gia hay không tham gia ép so tài, ngươi nhìn, chúng ta hôm nay tranh tài liền biết, một cái thành thuộc chiến đội tạo thành rất không dễ dàng, kinh nghiệm nhất là trọng yếu, ngay cả chúng ta đều biết, hiệu trưởng lại không biết. Đường Du bất đắc dĩ nói, cắt, vậy ta hẳn là gia nhập vào một chút, tìm một cơ hội đem cắt. Dạ đồng tàn nhẫn nói, nàng liền ưa thích có người đến tìm phiền phức của nàng, dạng này nàng động thủ cũng không cần cố kỵ. Nam cung gia đại tiểu thư đương nhiên không sợ, hơn nữa Cao Vân Phong trăm phần trăm biết biểu hiện vô cùng có phong độ, loại người này am hiểu nhất hai mặt, một mặt khác căn bản sẽ không tại trước mặt Dạ Đồng lộ ra, liền xem như Dạ Đồng, cuối cùng không thể cứng trắng cắt a, lớp trưởng, ta cảm thấy a, những chuyện này Long Hiệu trưởng hẳn là đều biết, mới có đội hai xuất hiện, lấy Long Hiệu trưởng ánh mắt, nàng nhất định là cảm thấy chúng ta có thực lực, cho nên a, gặp phải vấn đề liền kiếm nàng, làm không tốt nàng sẽ đích thân kết cục cũng không nhất định lý hạo cười nói bỗng nhiên dạ đồng bọn người nhìn xem lý hạo dạ đồng cười lành long hiệu trưởng thế nhưng là cao thủ nổi danh nhưng ngươi cũng đem hiệu trưởng quá rảnh rỗi a à. sự do người làm không thử một chút ai biết được lý hạo nhún nhún vai cười nói dạ đồng nhíu cái mũi nhỏ không muốn phản ứng lý hạo trong lòng có tiểu tính tình tốt tốt riêng phần mình huấn luyện a à tóm lại có kết quả. nhau nhau tìm phòng huấn luyện của mình. tả tiểu đường bu lại, dạ đồng nào. cảm giác nhằm vào ngươi a. À? quỷ mới biết, ta cũng không trêu chọc nàng, lòng của phụ nữ, mùa thu mây, đừng để ý tới nàng, tiểu tả, ngươi phải phát huy a. À? nơi đó có, ta thật sự không được, an tĩnh bắn bia ta rất am hiểu, loại chiến đấu này ngay từ đầu, ta liền toàn thân khẩn trương, nhất là vừa nghĩ tới có người muốn đánh lén ta liền toàn thân không được tự nhiên tả tiểu đường bất đắc dĩ nói ngươi cũng biết ta không am hiểu cách đấu lại nói liền vũ tàng bọn hắn những cao thủ này đều không biện pháp ta thì càng không trông cậy nổi ha ha vũ tàng cùng dạ đồng không dùng toàn lực lý hạo cười nói gì đều thua thành dạng này còn không có dùng toàn lực quá không tiếp thu thật đi tả tiểu đường một mặt mộng bức không phải ý tứ kia nghiêm túc là nghiêm túc Hai người tại thi hành chiến thuật, nhưng một đối một, đây không phải là bọn hắn chân thực trình độ, coi như dựa vào bọn hắn cường lực cứng rắn giết một cái, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn, đây không phải là chỉnh thể tăng lên. Lý Hạo đem Tả Tiểu Đường một mặt mộng bức, nghiêm túc cùng toàn lực chẳng lẽ không phải một chuyện sao? Luyện nhiều một chút liền tốt, ta nói với ngươi, cao thủ cũng là bị ngược đi ra ngoài. Nhiều bị giết mấy lần biết tâm như mặt nước phẳng lặng, thật sự không tin ngươi thử xem. Lý Hạo cười nói. Tả tiểu đường dở khóc dở cười, ta cũng không hữu thụ hành hạ khuynh hướng, tận lực A. Chương 43, Vũ Tàng VSC Con Rối Thứ 43 Võ Tàng VSC Con Rối EMP bên trong cũng có một hiện tượng kỳ quái, giả lập trong vùng đơn đấu cục tương đương ít, đại gia càng ưa thích tổ sắp xếp, nhiều người náo nhiệt, đủ loại sặc sỡ cơ giáp bay đầy trời, vừa trò chuyện vừa đánh, chiến chính là một cái lửa nóng, nhưng ở chân thực khu, đơn đấu tỷ lệ muốn càng nhiều hơn một chút, đương nhiên theo điểm số càng cao, tổ xếp hàng tỷ lệ biết dần dần lên cao, bởi vì đây đều là tất cả quân giáo người nổi bật. Lý Hạo mở ra chính mình EMP hệ thống, 1210 phân, lên điểm vẫn là thật mau, chủ yếu là cái kia ép thủ thông thêm điểm là rất ra sức. Trên con rối tuyến, Trang Chu đã chiếm được trước tiên thông tri, tại cũng không cần mỗi ngày nhìn, hơn nữa trên con rối tuyến thời gian cuối cùng là như thế đúng mức, đúng lúc là buổi tối không có chuyện gì thời điểm, nãy nãy, Trang Chu càng ngày càng cảm thấy con rối thần có thể ngay tại bên cạnh mình. Nhưng ép cấp thủ thông sau đó, Trang Chu lại bắt đầu hoài nghi sự can đảm của mình suy đoán, loại nhân vật này, thiên kinh làm sao có thể có. Từ trên xuống dưới xóa một lần, lão sinh bên trong không có khả năng, phải có loại này bò cánh cam không có khả năng không có người nhận được, nếu là tân sinh mà nói. Cũng liền dạ đồng một cái có thể đem ra được, mà dạ đồng, thẳng thắn nói, Trang Chu cảm thấy không phải, vị đại tiểu thư này thực lực là có, nhưng nếu có con rối thần dạng này thành thục khống chế năng lực, hắn là tuyệt đối không tin. Kepler bác tồ roi hồ thủ thông sau khi hoàn thành, đã lần lượt có cao thủ hoàn thành, bất kỳ khảo nghiệm nào đều chịu không được nghiên cứu, trước đó cũng là tổ đội thông qua, nhưng tổ đội sẽ để cho cự trùng số lượng đề thăng kỳ thực độ khó ngược lại gia tăng nhất là đội ngũ phối hợp không đủ tình huống phía dưới lẫn nhau dây dưa tương đương tự sát một người thông qua yêu cầu chính là cá nhân năng lực cùng cường hoành cơ giác nhất là thủ thông vừa có địa đồ chẳng khác nào mở gần nhất liên tục xuất hiện a cấp chấm điểm nghe nói tốt nhất một cái là s cái này đã chứng minh trên thực lực là tương đương tiếp cận chỉ là không phải thủ thông thôi không hề nghi ngờ con rối thần EMP điểm số nhất định có trên phạm vi lớn tăng trưởng, theo lý thuyết tương lai đối thủ càng ngày càng khó quấn, tại tứ đại liên bang bên trong một chút thành danh đỉnh tim cao thủ, cơ hồ cũng là rất điều thấp, chỉ có người mới sẽ vì điểm số phấn đấu. Mà bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem EMP xem như thuần túy huấn luyện, thắng bại tất nhiên trọng yếu, nhưng liên hệ mục đích tính chất quan trọng hơn, tỉ như rõ ràng có thể càng ổn thỏa giành được chiến đấu, bọn hắn biết thường thường đột phá cực hạn, tại trong thất bại biên giới khiêu chiến có lẽ loại này biết mang đến thất bại dẫn đến điểm số hạ xuống nhưng nơi này diện tích mệt kinh nghiệm tại trong đại tái sẽ có vẻ phá lợi trọng yếu cho dù là đồng đội cũng sẽ không cho rằng đối phương là thật sự không được trang chu thượng tuyến hỏa nam không bao lâu cũng xuất hiện hai người lần trước hiệu quả rất không tệ quan phương có ý định để cho bọn hắn tổ một cái vượt liên bang chính phú đương nhiên cái này phải xem con rối có thể đi bao xa Trang Chu sao cũng được, hắn chính là để cho người biết nhiều hơn con rối, kèm theo con rối cùng một chỗ chinh chiến, hắn cảm thấy con rối nhất định là đang tại làm một việc lớn. Trên con rối tuyến sẽ có được trình độ nhất định mở rộng, dĩ nhiên không phải loại kia cái gì cái gọi là tứ đại liên bang các loại mở rộng, không tồn tại, lấy con rối tình huống trước mắt, chỉ có thể có đến USE chiến khu bộ phận định hướng mở rộng. Núp cùng TAS cũng sẽ không có, ròm chiến khu cũng sẽ có số nhỏ đẩy lên, dù sao dính đến một điểm. Muốn đạt tới mọi người đều biết siêu phàm tình cảnh, còn cần con đường rất dài cần phải đi, Trang Chu nắm quả đấm một cái, hắn vẫn rất có chiến ý, ngồi ở huấn luyện trong khoang thuyền, Chu nại nhất không có chút nào đấu chí, hôm nay thê thảm thất bại cho nàng đã kích rất lớn, nhất là loại kia mờ mịt cảm giác, ngay trước mặt đội viên, nàng là Trang Kiên Cường, một người thời điểm loại cảm giác này biết xong tới. Tìm hiệu trưởng sao? Chợt nghe xong giống như không tệ, nhưng cái nào chiến đội không phải mình tìm. Đây không phải ra vẻ mình phá lệ vô năng. Nên làm cái gì? So sánh chu nại nhất, và dạ đồng cùng vũ tàn bọn người càng thẳng thắng một điểm, đã tiến nhập xếp hàng ở trong, bọn hắn cần thông qua chiến đấu tìm xem cảm giác. Đột nhiên vũ tàn ánh mắt trừng tròn vo sáng loáng, đây là vận khí gì? Dụi mắt một cái, thật là con rối. Hắn xếp hàng con rối. Hắn là dự định trước tiên đánh mấy trận cá nhân chiến nóng người khi tiến vào đoàn chiến bài vị, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp được con rối. Lý Hạo cũng sửng sốt một chút, cái này có ý tứ, Vũ Tàng cách đấu rất không tệ, nhưng chân chính mạnh là cơ giáp. Bây giờ cổ Vũ Thế Gia cũng tại sửa đổi không ngừng vũ kỹ của mình, đã không phải là vì vật lộn, mà là càng thích ứng cơ giáp tự thân. Vũ Tàng, Thiên Kinh Cơ Võ, về con rối cái này giao đấu vừa xuất hiện, toàn bộ thiên kinh cơ võ đô sôi trào, vũ tàn thế nhưng là thiên kinh cơ võ danh nhân, chính hắn là phi thường điều thấp, nhưng thân là vũ gia người, loại này làm người điều thấp không có nghĩa là những người khác không thèm để ý, vũ gia truyền nhân VSC giả lập chiến thần tỷ thí xưng hô đều trong nháy mắt tạo thành, cho dù là S10, đơn đấu trong cục, USE chiến lược tổng hợp cho điểm cũng không có so khác liên bang rất lại. Phía sau, tổng thể tới nói cùng núp không sai biệt lắm, so rom còn cao một chút, chỉ là đoàn chiến kéo chỉnh thể điểm số, mà trong đó rõ ràng có ngũ đại thế gia công lao, trước mắt USE trường quân đội thông dụng thể thuật chính là ngũ đại thế gia tổng kết ra được. Năm thứ nhất Vũ Tàng đã rất mạnh mẽ, chính hắn là nghĩ ra chiến, nhưng mà Vũ Gia Gia Phong lại trầm ổn nội liễm, đè ép Vũ Tàng một năm. Trực tiếp gian náo nhiệt lên, Hỏa Nam chỉ là nghe nói qua Vũ Gia, nhưng đối với Vũ Tàng cũng không hiểu rõ, các đại chiến khu kỳ thực càng nhiều chỉ chú ý đội viên của mình, trừ phi danh khí lớn đến vượt liên bang. Mà dạng này chỉ mấy cái như vậy người. Các vị người xem, để ta giới thiệu một chút con rối thần đối thủ, không khéo, chính là ta học trưởng, thiên kinh cơ võ năm thứ hai, vũ gia vũ tàn, cận chiến cao thủ. Vũ gia ta nghe nói qua, mấy năm này không có gì động tĩnh, mấy năm trước có cái gọi vũ pháp người còn có thể. Hỏa Nam nói, nhưng mà trong ngôn ngữ tất cả đều là một loại cư cao lâm hạ ngạo khí, dường như là thời thời khắc khắc đang nhắc nhở, rom so USE mạnh. Không phải còn có thể, là năm đó tối cường, ba hạo vị đơn đấu cuộc so tài quán quân. Ha ha, lão hoàng lịch, làm người muốn nhìn bây giờ. Chúng ta cũng không cần trong vấn đề này nói dốc, xem trước một chút hai người hôm nay tiêu chuẩn A. Trang Chu im lặng biểu môi, hắn giảng đạo lý thời điểm, đối phương liền đùa nghịch lưu manh, cái này người gì à, bất quá Trang Chu cũng lười tính toán cái này, để cho sự thật nói chuyện. Xem như hệ tân văn tương lai lão đại, có thể thâm nhập hiểu rõ rồi một lần học viện tình trạng, nhất là vũ tàng thật sự điều thấp, huấn luyện siêu cấp khắc khổ, chưa thấy qua như thế chuyên chú người, không tìm bạn gái, không chơi đùa, lên lớp nghiêm túc, tan học tất cả đều là huấn luyện, một năm như thế. Nghe nói về nhà cũng là huấn luyện, còn có như thế tốt nội tình, người này làm sao có thể yếu. Vũ Pháp đã từng là thiên kinh cơ võ kiêu ngạo, nhưng bây giờ đã là quân đội tư lệnh, một đời mới vinh quang, cần một đời mới tới kháng. Trang Chu nội tâm là có chút ít xoắn xuýt, Vũ Tàng tuyệt đối là thỏa đáng thiên kinh cơ võ chiêu bài, trường học cũ tình tiết là tất nhiên, nhưng con rối thần lại là thần tượng của hắn, hắn cũng không biết nên ủng hộ người nào. Chư vị, mọi người đều biết, ta là thiên kinh cơ võ một thành viên, mà con rối thần lại là thần tượng của ta, trận này ta bảo trì trung lập. Một bên Hỏa Nam phốc phốc cười, giải thích bảo trì trung lập không phải thiên kinh địa nghĩa, thiên kinh cơ võ là USE trong nhất tuyến trường quân đội suy yếu nhanh nhất, võ hệ cũng không có gì mắt sáng người mới đi ra, để cho rửa mắt mà đợi a. À. Nếu có thể chân nhân TK, Trang Chu cảm giác mình có thể đánh chết cái này choáng nha, hắn làm sao lại có thể mặt dạng mày dày nói ra lời như vậy. Tự hồ xem thấu Trang Chu tâm tư, Hỏa Nam nụ cười trên mặt càng tăng lên, chút chuyện bao lớn, người trẻ tuổi cần thể diện cũng đừng làm giải thích làm khán giả thật tốt sân thi đấu con rối khải long chiến cơ titan đao vũ tàng long thần e titan đao hai khung cơ giáp cùng thuộc nhất hệ tính năng bên trên long thần sơ lược ưu thế chủ yếu tại điều khiển cảm giác cùng thao tác cảm giác bên trên càng lưu loát vũ tàng học trưởng lựa chọn titan đao mà không phải kiếm laser đại khái càng ưa thích titan đao đã kích cảm giác con rối thần vẫn là như cũ các vị người xem đại chiến hết sức căng thẳng. Trang Chu cảm xúc mạnh mẽ dân trào quát, hắn rất muốn gặp chứng nhận hai người này thắng bại. Chu nại nhất, và dạ đồng bọn người còn không có tiếng vào tổ xếp hàng cũng đều ngừng lại, vũ tàn đến cùng trình độ gì, một trận chiến này có thể nhìn cái thất thất bát bát. Hai khung chiến sĩ cơ động tiến vào chiến trường. Vũ Tàng ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm trước mắt khải long chiến cơ, huyết dịch cả người đều tại cáu kỉnh nhảy lên, hắn chờ đợi dạng này một cái đối thủ rất lâu, hắn có lúc không minh bạch Gia Gia ẩn nhẫn đến cùng có ý tứ gì, hắn nghĩ biểu hiện, hắn nghĩ thi triển sức mạnh, lực lượng cường đại hơn, nhưng năm ngoái một năm đều bị áp chế, từ trong là cảm nhận được một vài thứ, có thể hữu dụng không? Chương 44, Võ Thức Sông Đao Lưu Lực lượng cường đại nên trình độ lớn nhất phát huy, đi chiến đấu, hai khung chiến sĩ cơ động cũng không có chủ động làm cho dùng vũ khí tự hồ có một loại chung nhận thức sao động cơ tiếng oanh minh kéo dài mấy giây tất cả người xem đều cảm thấy có chút kỳ quái cái này mở màn có chút phi chủ lưu a à? đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm cơ giáp oanh minh hai khung chiến sĩ cơ động đồng thời xuất kích long thần chiến cơ càng nhanh một chút lúc này long thần giống như mảnh hổ hà sơn đột vào bên trong đột nhiên một cái tầng trời thấp bay vọt chính diện trung vị đặng đạp oanh chậm một đường khải long chính diện phòng ngự cơ giáp va chạm phát ra tiếng vang nhưng mà khải long cũng không lui lại mà long thần đã mượn lực bay trên không một cái khoác trực tiếp ép xuống khải long một cái huyền không lui lại long thần đá cái khoảng không nhưng rơi xuống đất long thần đã một cái đột tiếng thân chính khuỷu tay oanh khải long trực tiếp bị đánh lui long thần chiến cơ nhào thân mà lên dưới chân đạp lên đung đưa bước chân Long thần thiết quyền hướng về Khải Long liền như mưa rơi đánh tới. Lúc này Long thần đã mất đi vị trí, toàn bộ cơ giáp đầu không ngừng lay động né tránh. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện, vũ tàn trong nháy mắt hơn 10 lần công kích toàn bộ thất bại, một cái điên cuồng tấn công thỉnh thoảng, Khải Long một bước bước vào thẳng đánh trúng đường, một quyền đánh tới, lúc này Long thần chiến cơ bỗng nhiên một cái triệt thoái phía sau, vừa mới thoáng qua Khải Long công kích, một giây sau, toàn bộ cơ giáp giống như lò xo như thế bắn ra, một quyền đánh phía khải long chiến cơ khải long cánh tay trái ngăn cản đồng thời cơ giáp xoay vượt xoay tròn cánh tay phải một quyền quét ra oanh oanh cơ hồ là đồng thời trong số mệnh đối phương hai khung chiến sĩ cơ động kéo dài khoảng cách cục diện lập tức ngưng tụ mấy giây sau đó trực tiếp giang đã bị mưa đạn bao trùm cũng là nhìn vô số tranh tài người không nói trước chi tiết chỉ là công kích này liền không tầm thường a à. Vũ Tàng không cách nào hình dung bây giờ cảm giác, quá khóc sướng rồi, chính là như vậy đối thủ. Vụt. Titan đao ra khỏi vỏ, Vũ gia lợi hại chính là đao pháp, nằm đó Vũ pháp tên hiệu vô pháp vô thiên, chính là dựa vào một tay cận chiến ngang ngược vô địch. Khải Long Titan đao cũng rút ra, phịch một tiếng, Long thần xuất thủ, từ cơ giáp tính năng bên trên, Long thần tại loại này đối cứng kháng liền chiếm cứ ưu thế. Cho dù là sắp một giây đều phi thường trọng yếu. Titan đao thẳng đến trung môn, Khải Long một đao nhảy ra, song phương cứng rắn đổi một quyền, cờ bắp sắt thép ngạnh bính đụng, cùng lúc đó Long thần một cái đá nghiêng quét về phía Khải Long chân, Khải Long phòng ngự đồng thời, Long thần chân chính xác chiêu nhưng là chân trái thường vị đá. Oanh! Hư thực kết hợp, tả hữu hổ bát. Khải Long chiến cơ một cái lão đảo, trí mạng Titan đao đã giết tới, Khải Long Titan đao nghênh tiếp, lúc này đã hoàn toàn thất vị, bị động phòng ngự mà một khi nhường vũ tàng mở ra vậy thì chân chính đánh ra sát khí khoanh tròn khoanh tròn chính diện không có chút nào sặc sở tóc đau trảm bảo trì cao tốc nhất nối tiếp không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc hoặc tính toán kéo dài khoảng cách có thể loại này va chạm phía dưới chỉ cần bất kỳ một cái nào di động đều sẽ dẫn đến cơ giáp mất cân bằng hoặc bị nuông chiều tính chất ảnh hưởng động tác mà bảo trì tư thế công kích cơ giáp có thể làm ra hoàn toàn đòn công kích trí mạng đương 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 tại tốc đao công kích đồng thời long thần chiến đấu cơ xuất đao càng rơi xuống đè mà khải long chiến cơ bị thúc ép không ngừng giảm xuống trọng tâm nhưng vào lúc này vụt long thần chiến cơ không thấy yến phản cường thế ép xuống một kích cuối cùng lại là một hư đao long thần chiến cơ đã bay nhảy đến khải long sau lưng đây là một kích trí mạng sau lưng tuyệt sát toàn trường lặng ngắt như tờ cái này mẹ nó là thao tác gì cái gì thể năng? đây chính là vũ tàng sao. một năm bừa bãi vô danh, đây không phải thương trọng vĩnh, đây là use siêu tân tinh a. lúc này khải long muốn di động hoàn toàn là không thể nào, đừng nói cơ giáp liền xem như người cũng vô pháp né tránh. làm? hoàn toàn trí mạng một đao lại bị đang quay lưng khải long chiến cơ phản thủ ngăn lại. bối đao thuật. cản một kích sau khải long đột nhiên một cái xoay người xoay tròn. Một cái mãnh liệt quay người lại khuỷu tay quét ngang qua, long thần chiến cơ đỡ khuỷu tay ngang ngang, cơ giáp lần nữa oanh cùng một chỗ, tiếng nổ của động cơ cùng sắt thép tiếng va chạm, nhưng huyết dịch đều phải thiêu đốt. Vừa mới một vòng hít thở không thông điên cuồng tấn công nhường vũ tàn thể lực chắc chắn ở vào một cái suy giảm lên, mà phòng ngự phía dưới tất cả công kích con rối bắt đầu phản kích. Một khuỷu tay đẩy ra một điểm khoảng cách, Titan đau trực tiếp bổ về phía phổ thông, cao tầng liên trảm đương 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 đương. Tóc đau trảm. Nhưng mà Vũ Tàng cũng không cho Khải Long liên hoàn cơ hội. Hít sâu một hơi, Vũ Tàng cả người con ngươi đều đang co rút lại, rõ ràng là bị động tình huống, lại cứng rắn. Oanh! Lưỡi đao đối với lưỡi đao. Ti lửa bắn tung tóe, mãn vương mở đường, phản thủ đao. Không là lúc nào, Vũ Tàng ti tan đao đã đã biến thành cầm ngược cực kỳ tiến khoảng cách nhường phản thủ đao triệt để đã biến thành cự liên ngắn kinh khủng nhất sát chiêu, đao quan bao phủ Khải Long. Vừa định bày ra phản kích Khải Long trong nháy mắt liền bị áp chế. Chu nại nhất mấy người cũng là nhìn hai mặt nhìn nhau, lúc này thiên kinh cơ võ EMP đại sảnh đã sớm đầy ấp người. Không một người nói chuyện, cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình. Vũ Tàng thực sự quá vô danh, đại gia biết hắn rất mạnh, thế nhưng là ngã xuống đất mạnh đến mức nào không có người biết, mà đánh đến bây giờ, cảm giác cơ hồ không có người có thể ngăn cản phía trước mấy tay này công kích, chẳng những mãnh liệt, hơn nữa hung ác, giống như khát máu mạnh hổ lộ ra ngay răng nanh. Đối mặt sát mình phản thủ đau, ứng đối ra sao? Còn rối cấp ra đáp án, phản thủ đau đối với phản thủ đau, hai thanh ti tan đau trong đoạn thời gian liều mạng trên trăm đau, cơ giáp không ngừng phát ra két két âm thanh. Cường độ cao thao tác, đối với cơ giáp cùng phi công đều tiêu hao, ai trước tiên nhịn không được ai trước tiên xong đời. Mà ở phương diện này, Long Thần có ưu thế. Hai thanh Titan đao đỡ lại với nhau, hai khung chiến sĩ cơ động không ai nhường ai, cơ giáp đấu sức kèm theo tiếng động cơ nổ. Đột nhiên Long Thần chiến cơ một đầu vọt tới Khải Long chiến cơ, hung. Mà Khải Long lại đột nhiên ngửa ra sau rút lui, đau tính toán lui lại, mặc dù vô hụt vốn lấy vũ tàng điều chỉnh năng lực cùng sức mạnh cường độ lập tức bắt lấy cái này trí mạng cơ hội theo vào nhưng mà nhìn như mất khống chế lui lại bên trong khải long một cái đá bay trực tiếp đá trúng liều lĩnh long thần chiến cơ long thần chiến cơ trong nháy mắt nghiêng về phía trước thiên kinh cơ võ tất cả vũ tàng người ủng hộ trong nháy mắt hô hấp cũng khó khăn cái này mẹ nó là quái vật gì a à? như thế nào tất cả thế yếu đều giống như cạm bẫy nên đón vũ tàng chính là phía dưới lên gối cùng thái kim đao thu hoạch. Cơ hồ không có chút gì do dự, vũ tàng làm ra lựa chọn, né tránh ti tan đao, bị đầu gối đánh trúng. Oanh! Cơ giáp kịch chấn, nhưng mà vũ tàng cố nén phun lên ngực huyết, cứng rắn kéo dài khoảng cách, khải long chiến cơ cũng không có truy kích, long thần kéo ra 6-7 mét mới ngừng lại được. Vũ tàng mãnh liệt bình phục hô hấp, trong cơ thể kình khí lưu chuyển, còn chưa đủ, còn chưa đủ a, à, từ nhỏ tu luyện hô hấp pháp, cưỡng ép đề thăng thể năng, lúc này Vũ Tàng đã lấy ra mạnh nhất chiến ý. Một bên khác Khải Long chiến cơ động cơ phát ra nhẹ âm thanh, Titan đao chỉ xéo mặt đất, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng giờ khắc này lại làm cho người sinh ra một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Không có người ở thời điểm này tất tất, ai cũng biết nếu như Vũ Tàng tại không bỏ ra nổi tuyệt chiêu gì, con rối có thể liền muốn công kích. Vụt Long thần chiến cơ, lại là một thanh ti tan đao ra khỏi vỏ. Sông đao lưu. Vũ tàn hai thanh ti đao, một cái đang nắm, một cái cầm ngược, Long thần chiến cơ giống như khát máu mạnh thú nhìn chồng chọc vào đối diện Khải Long. Mà Khải Long chiến cơ tựa hồ đồng thời không có có động tác gì, chỉ là nhìn xem đối thủ, bầu không khí biến ngưng trọng lên, Long thần chiến đấu cơ động cơ không ngừng oanh minh, vũ tàn sông đao lưu. Oanh! long thần chiến cơ đột tiến trong nháy mắt xông về khải long chiến cơ hai thanh ti tàn đào giết tới Vụt. một cái ti tàn đao đâm xuyên qua khải long cánh tay trái bao quát vũ tàng ở bên trong tất cả thiên kinh cơ võ người đều nhanh hoang hô một giây sau vũ tàng sắc mặt đột biến trong nháy mắt mất đi huyết sắc khải long đã một đao đâm xuyên qua khoang điều khiển oanh cũng tại sôi trào tranh giới thiên kinh cơ võ EMP đại sảnh lập tức tao ngộ độ không tuyệt đối, triệt để băng phong, tại hy vọng giấy lên trong nháy mắt liền chuyển biến thành triệt để tuyệt vọng. Không mang theo một tia khói lửa một đao, lạnh khốc đến điểm đóng băng. Còn rối thắng. Trang chu cùng hỏa nam trực tiếp giang đã đột phá 8 triệu người khí, trên màn đạn dấu chấm hỏi một mảnh, đột nhiên tử vong chiến đấu. Hỏa nam lão thần không bị ràng buộc cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Trang Chu nhưng là đầy mình nghi vấn, không đúng, phía trước còn đánh lực lượng tương đương, cảm giác Vũ Tàng có rất lớn cơ hội, như thế nào đột nhiên liền một đợt tử vong? Con rối tiếp tục thắng liên tiếp. Người này đến cùng là ai a, à, ngưu bức như vậy sao? Vũ gia tiểu tử này giống như không thành a. À. Người mắt mù sao, ngươi đi vào 30 giây đều chống đỡ không tới, công kích này sáo lộ đã nghịch thiên, bên trong chi tiết chỉ có thể nói con rối quá thần. Thật hay giả? ta không cảm thấy người này có bao nhiêu lợi hại à chờ một lát đại thần giải nói ra ngươi liền biết cái này nước bên trong sâu bao nhiêu trực tiếp gian cũng là thảo luận một mảnh viết toàn bộ tin tức đang phát sóng trực tiếp càng là náo nhiệt bọn hắn còn có thể thưởng thức toàn bộ tin tức chiếu lại thiên kinh cơ võ đại sảnh là lửa nóng nhất dù sao cũng là vũ tàng đầu tiên vũ tàng chắc chắn không phải kẻ yếu nhưng vấn đề là làm sao lại bỗng nhiên thua xuất hiện nghiêm trọng sai lầm hoặc phán sai. Lý Hạo lấy xuống cảm xúc khí, võ huân nhưng thật ra là đúng, vũ tàng ma luyện là cần, không phải vậy vừa đến thời điểm then chốt liền sẽ cấp bách, trước mặt vẫn luôn vẫn trầm ổn, cuối cùng muốn phóng đại chiêu, sơ hở cũng rất lớn, hơn nữa hắn căn bản không có nắm giữ song đao lưu. Nhiều lắm là gọi hai thanh đao, nhiều một cây đao kỳ thực không có tác dụng gì. Thân yêu các lão bản, ba canh, cầu ủng hộ. Chương 45, Đại xảo bất công, vì địa chấn bên trong còn tại truy càng mạnh sĩ tăng thêm, huynh đệ, mời chạy trước. Tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng, ký kết về sau chính là không giống, chuyên nghiệp phân tích đoàn đội lập tức theo vào, video rất mau ra đây, trang chu giữ vững tinh thần, mặc dù vũ Tàng thua có chút tiếc hận, nhưng con rối thần tiếp tục thần thoại cũng không tệ, mà lại trận này vũ Tàng đánh rất mạnh, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên liền thua. Ngay từ đầu thăm dò, song phương từ lực lượng, tốc độ không sai biệt lắm, tầm tính cũng đều là tương đương tự tin. Lại thận trọng, mà vũ tàng bắt lấy long thần cơ giáp một chút ưu thế nắm giữ tiếng công quyền chủ động. Mọi người nhìn, không có ra vũ khí thời điểm, cái này sống cường thế công kích, vũ tàng dùng chính là linh dương bộ chập trần công kích, khó khăn nhất dự phán phương thức công kích, mọi người chú ý dưới chân nhịp bước, lực áp bách cực mạnh. Tên là phân tích chuyên gia cho, Trang Chu đương nhiên biết, Video bên cạnh vẫn xứng có linh dương bộ biểu thị, thân thể lắc lư cùng nhịp bước đang xen để đối thủ không thể nào phán đoán, đây không phải mù lắc, nhìn như hỗn loạn nhưng đối với người điều khiển đến nói duy trì thẳng tắp công kích áp bách. Ổn một nhóm. Liền cái này tay huấn luyện không có 3 năm năm là không thể nào, không hổ là vũ gia đệ tử. Trang Chu nói, USE cổ võ gia tộc đệ tử tại trên cơ bản là tuyệt đối vững chắc, đương nhiên hiện tại cũng không ít tiếng phản đối cho rằng sống tốn thời gian ở trên đây thật sự có lớn như vậy hiệu quả sao? Từ định lượng bên trên kỳ thật lại là không cần thiết, nhưng đối với siêu cấp chiến sĩ đến nói, Trang Chu cho rằng là một cái khả năng, cái này Linh Dương Bộ có thể. Một bên hỏa nam gật gật đầu, chuyên nghiệp đồ vật, hắn sẽ nhận, không phải người khác sẽ chất vấn trình độ của hắn. Lúc này ống kính hết thảy, con rối dùng chính là đồng hồ quả lắc chập chờn né tránh, trong trận đấu chợt lóe lên liền nhìn cơ giáp gật gù đắc ý loạn chiến lại làm cho công kích của đối thủ toàn bộ thất bại mà pha quay chậm bên trong cơ giáp né tránh là có tiết tấu nhìn xem hung mảnh công kích cứ như vậy toàn bộ thất bại tất cả người xem vậy mà sinh ra một loại mượt mà cảm giác một loại để ép buộc chứng phi thăng thoải mái tư vị kinh điển né tránh sách giáo khoa đồng hồ quả lắc né tránh lợi hại trang chu nói kỳ phùng địch thủ một trận chiến Cơ giáp đối chiến đánh ra dạng này kỹ thuật chỉ có thể nói nhìn mà than thở. Nhưng mà càng tính kỹ thuật đến, vũ tàng triệt thoái phía sau một bước này, cũng không phải là cơ giáp thân trên ngửa ra sau, mà là chân động tác, cung chân ngửa ra sau, kéo ra cực hạn né tránh khoảng cách, lúc này điểm mấu chốt lập tức cho ra đặc tả, long thần chiến cơ trọng tâm cũng không có ngửa ra sau, nếu như cơ giáp đã ngửa ra sau, tại làm sao tốt khống chế cũng không có khả năng làm ra ti chấp đánh trả chỉ có loại kỹ thuật này mới có thể, dưới chân sống. Cho nên đang nháy tránh công kích về sau, cơ giáp lùi bước phát lực, có thể nháy mắt bắn ngược, lập tức triển khai cùng loại lò so phát xạ càng hung mạnh phản kích. Công kích của đối thủ trạng thái kết thúc căn bản là không có cách lại làm ra né tránh động tác, chỉ có thể phòng ngự. Mà tại nhìn con rối thần, cánh tay trái ngăn cản, mọi người chú ý dưới chân, cơ giáp xoay chuyển, chân lùi bước chuyển động, phần eo đi theo, bả vai xoay chuyển, như là di hình hoáng vị một dạng phản kích trang chu một đường cuồng hống âm điệu càng ngày càng cao cuốn họng đều có chút khàn khàn các huynh đệ đây là sách giáo khoa công phòng chiến đây là ta gần nhất nhìn thấy đặc sắc nhất chiến đấu nhìn như thẳng tới thẳng lui thậm chí có chút đơn giản kỳ thật đây mới thực sự là phản phát quy chân đại xảo bất công bên trong tất cả đều là chi tiết vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy mảnh song phương đánh đều rất có khí thế công thủ tiết tấu thật nhanh, biết rất lợi hại, nhưng không biết chỗ nào lợi hại, cùng thông thường nhìn thấy những cái kia lòe loẹt lại khác biệt. Đây chính là điển hình chiêu chiêu thấy máu, đào đào muốn mạng. Đây mới là đem kiến thức cơ bản làm đến cực hạn công kích. Trang Chu lớn tiếng tán thán nói, một bên hỏa nam đến không có xen vào, mà là nhàn nhã nhìn xem Trang Chu giải thích, dù sao cũng là USE nội bộ chiến đấu, hắn hỏa lực không cần thiết lãng phí ở nơi này. Dạ đồng thấy rất chân thành, làm cổ võ gia tộc một viên, nàng so giải thích còn rõ ràng, có thể đem kỹ xảo cách đấu hoàn toàn dung nhập cơ giáp, cũng làm ra loại này lâm trạng ứng biến, vũ tàng tuyệt đối xứng được với siêu tân tinh xưng hào, phía trước quá vô danh, cái này tay công phu tuyệt đối là từ 3-4 tuổi liền bắt đầu luyện. Chỉ là, cái này con rối là ai? Dựa vào cái gì mạnh như vậy? Phàm là có ít cách đấu cao thủ, tự hồ cũng nhận biết, không có loại phong cách này tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng vừa mới cái này cái này vẫn chỉ là làm nóng người mà thôi ti tàn đào mới ra mới là làm thật vũ tàng vẫn là duy trì tư thế công kích tốc trảm đao 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 áp bách vị trí cao thủ chi chiến bình thường đối thủ là sẽ không ra sai lầm cũng sẽ không có sơ hở nhất định phải bằng vào kỹ thuật cùng lực lượng kiến tạo không gian liên tục chém giết đối với phi công thân thể yêu cầu là tương đương khá cao vừa mới một vòng này hệ thống gốc trên bên phải cho ra 8 lần trọng lực tiếp nhận, mà lại thời gian càng lâu, thân thể phụ tải lại càng nặng, mà vũ tàng duy trì hơn một phút đồng hồ áp bách tính công kích, lúc này màn hình lớn lần nữa cho ra pha quay chậm trọng điểm vòng ra. Lúc này vũ tàng chém giết đao quỷ đạo ra. Không ngừng ép xuống, một mạch mà thành, vì chính là kiến tạo trí mạng sát chiêu. Mà cuối cùng một đao hư đao là thật ngưu bức, khiêu phi yến phản liên tục công kích cơ hồ là không thở dốc công kích tình huống dưới vậy mà làm ra dạng này độ khó cao công kích lúc này thân thể trọng lực tiếp nhận đã tới một không lần đây không phải chủ nghĩa hình thức là chân chính đem động tác làm thực toàn lực sát chiêu công kích như vậy làm sao phòng còn rối cho đáp án cơ giáp di động là không thể nào mà lại động cũng là chết quay thân mù đoán cản đao pha quay chậm cho đến ti tan đao phản thủ về đỡ cơ giáp khuỷu tay là 36 không độ, nhưng phi công là làm sao làm được. Xoay ngược thuật. Dạ đồng con ngươi kịch liệt co vào, chiêu này tại cổ võ bên trong được xưng là, thấy rộng gỡ giáp. Cực hạn tự tin cùng sức phán đoán, dám dùng chiêu này, là hoàn toàn xem thấu công kích của đối thủ sao. Cái này tin chuẩn đón đỡ, tất cả mọi người nghe tới Titan đao chạm vào nhau lúc kịch liệt nổ vang, cái này đều có thể tin chuẩn đón đỡ mà làm ra một vòng này cường thế công kích về sau, Vũ Tàng thể lực trốt cục xuất hiện một tia khe hở, trở lại khuỷu tay lập tức đuổi theo, lúc bình thường công kích tiêu hao nhất định sau phòng thủ lớn. Nhất là dạng này liên tục động tác, phải biết con rối trở lại khuỷu tay một khi trúng đích, tiếp xuống chính là đòn công kích trí mạng, nhưng là Vũ Tàng phản ứng siêu nhanh, chỉ là đón đỡ một lần phòng thủ liền triển khai đối công. Quái vật nhục thể cường độ. Trái Tiểu Đường thấy nghẹn họng nhìn trân trối hắn mặc dù không có mạnh như vậy nhưng là hắn hoàn toàn nhìn hiểu cũng cảm nhận được đến thật nhìn xem đều mệt mỏi cái này nếu là hắn sớm nín chết không hắn căn bản đi không đến nơi đây vũ tàng tiểu tử này là thật cơ bắp chân lực lượng cương cân thiết cốt một điểm sức tưởng tượng đều không có a à. con rối phản kích là rất mạnh muốn dùng đồng dạng tóc đao được đến thế công ai nghĩ đến gặp phải chân chính mạnh hổ vũ tàng căn bản không sợ dùng ra mạnh hơn phản thủ đao tiến hành áp chế nháy mắt lại đoạt lại thế công vũ gia am hiểu công kích coi là thật danh bất hư truyền song phương ngươi tới ta đi toàn thân đều là vũ khí phi công kỳ thật giới hạn tương đối lớn mà hai người kia căn bản không có gốc chết mà lại tất cả đều là cạm bẫy cuối cùng vẫn là con rối cờ cao một nước vũ tàng trúng chiêu triệt thoái phía sau nhưng hắn là lựa chọn tổn thương ít nhất phi công khẳng định rất khó chịu nhưng vũ tàng gánh vác được cái này muốn người bình thường đều thổ huyết sau đó máu chốt nhất đến sông đao lưu xuất hiện vũ tàng đột tiến sông đao trảm pha quay chậm cho đến sông phương tiến vào không đến 3 mét khoảng cách lúc khải long chủ động nghênh kích không phải bị vũ tàng đánh trúng cánh tay trái mà là trực tiếp tay trái trực tiếp đưa lên miễn cưỡng ăn một đao một đao này là hư chiêu đột nhiên bị ép biến thực để vũ tàng dừng một chút mà một cái cánh tay đổi một cái mạng cái này một tia không gian, đủ lấy trí mệnh. Đám người một trận tiếc hận. Thậm chí toàn bộ thiên kinh cơ võ EMP đại sảnh đều vang lên tiếng vỗ tay, quá đặc sắc. Ngoà tao, cảm giác vũ tàng là có thể thắng được, chỉ là con rối quá giảo hoạt, vậy mà lời đầu tiên tàn đổi phương thức công kích. Vũ gia sông đao lưu là mạnh nhất, nếu là đi lên liền dùng sông đao lưu khả năng đối thủ liền không có cơ hội. Một trận đấu mà thôi, không tính là gì, Vũ Tàng cũng là luyện tay một chút mà thôi, không cần thiết lộ sát chiêu, năm nay chúng ta tuyệt đối ngưu bức, Vũ Tàng tuyệt đối là siêu tân tinh. Kia là thỏa đáng. Vũ Tàng người ủng hộ thế nhưng là bóp cổ tay thở dài. Vũ gia mấy năm này rất điều thấp, Vũ Tàng chiêu này thế nhưng là giết trở lại không ít nhân khí, mặc dù thua nhưng đều cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Vũ Tàng mình ngồi ở khoang điều khiển bên trong trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, làm sao lại Hy vọng thành đô hết thảy mạnh khỏe, đồng bạn, truy càng an toàn trên hết, lên lớp không nên nhìn, gặp nguy hiểm càng không được nhìn. Chương 46, Chỉ đạo chiến Hắn biết, đang cho hắn 10 lần cơ hội, cũng giống như vậy kết quả. Bởi vì cái này căn bản không phải ngẫu nhiên, đối phương hoàn toàn xem thấu hắn ý nghĩ cùng động tác. Lúc này ở trong mắt Vũ Tàng, bộ kia Khải Long liền giống như hồng hoang mạnh thú khủng bố, từ đầu tới đuôi, đối phương đều tài dẫn hắn đánh. Tại cổ võ bên trong, cái này gọi chỉ đạo chiến. Đây là mạnh hơn hắn chí ít cao thủ cùng một cấp bậc. Sở dĩ cuối cùng một đao giải quyết, là tại nói cho hắn, mà căn bản không có nắm giữ song đao lưu, tất cả đều là sơ hở. Chiêu này tiếp đao. Liền là hoàn toàn nhìn rõ tính toán của mình. Nhìn một chút Vũ Tàng hung hăng nắm một chút nắm đấm, năm ngoái một năm hắn đè nén mình chiến đấu, thậm chí một trận cũng có chút bành trướng, mặc dù Gia Gia nói qua hắn còn kém xa lắm, nhưng là hắn không tin, hiện tại, hắn hiểu được. À, con rối rất giống hồ cũng không có đá rơi xuống đối thủ a à? Trang Chu Hiếu Kỳ nói. Vũ Tàng cũng phát hiện điểm này, đối thủ lại còn online bên trên, chờ ta luyện thành song đao, chúng ta tái chiến. Mưa đạn một mảnh ý gì vũ tàng lo gút hít sâu một hơi động lực trước nay chưa từng có đủ một trận chiến này thiết thực để hắn tìm tới vấn đề cùng phương hướng giảng thật hắn là thật không sợ khiêu chiến sợ chính là không có đối thủ tốt trận này đánh hắn rõ ràng vô ích các vị khán giả trận này là use phong cách buồn triền miên đồ vật hơi nhiều nhưng ta vẫn là cho ta một loại hỗn loạn cảm giác chiến đấu là cái gì chiến đấu chính là giải quyết đối thủ, chỗ nào nhiều như vậy loè loè, cho nên nói đi lệch, có hay không trong tuyển thủ tổ sắp xếp một chút, ta chờ mong một trận có chúng ta tuyển thủ chiến đấu, hiện tại là tốt nhất lên lớp mắt xích. Hỏa Nam chờ đối diện kích tình hơi hạ xuống một chút cười tủng tỉm nói. Hỏa Nam Đây là kỹ thuật. Trang Chu nói nghiêm túc. Tiểu Trang, những này đều không trọng yếu, chúng ta chỉ thấy kết quả, sự thật chứng minh use phong cách ngay tại đi xuống dốc chúng ta hỏa tin chủ nghĩa thực dụng mới là vương đạo bàn về cái này trang chu cũng không thể sợ chẳng phải nói nhảm sao ai sợ ai a à, phía trước nên khách khí cũng khách khí quen mau bệnh hai người tại nói dốc đám phan hâm mộ cũng đang đối chiến dù sao một mực như thế hỏa tin đụng địa cầu mà châu mỹ sư a cấp học viện quân sự chiến đội phòng huấn luyện Roby mang theo các đội viên nghiêm túc xem hết tranh tài, cả đám đều có một loại nhìn mà than thở thoải mái cảm giác. Cái kia hỏa tinh chủ truyền bá quả thực là cái này ngốc thiếu, thật muốn đánh hắn. Mu Tam Nam tức giận nói. Roby cười nhạt một tiếng, bắt trọng điểm, tiết mục hiệu quả mà thôi, đừng coi là thật, vũ tàng tiểu tử này rất mạnh a. À, xem ra thiên kinh cơ võ năm nay thật đúng là không thể không nhìn, vũ tàn thêm dạ đồng tạo thành chiến đội trước trận rất có đáng xem. Hắc hắc, đội trưởng, hai người này cá nhân thực lực không thể chê, nhưng chiến đội kinh nghiệm còn khiếm khuyết hung ác a, à. bất quá cái này con rối là thật mạnh, đám người này quan thấy cái gì linh dương bộ tiến công, tiến công độ khó muốn thấp nhiều. Đồng hồ quả lắc né tránh sẽ rất nhiều người, nhưng như thế hoàng mỹ né tránh qua tất cả công kích, đây mới là mấu chốt, bằng chiêu này, con rối tiêu chuẩn cao hơn ra vũ tàn chí ít một cái đẳng cấp, chúng ta USE lúc nào xuất hiện loại này đại thần. Lai Nhĩ Sinh nói, hắn là tham gia S10 cao thủ, muốn so làm phân tích người còn muốn mảnh. Né tránh cũng không phải lắc đầu lắc lư, loại nhịp điệu này, loại bản năng này, không có tàn khốc huấn luyện cùng đầy đủ thiên phú, là làm không được, cách đấu đều cực kỳ khó, chớ nói chi là vận dụng đến cơ giáp bên trên, cho nên đối với một cái phi công đến nói. So sánh tu luyện phòng ngự, càng nhiều hơn chính là cường hóa tiến công. Roby khóe miệng nổi lên vẻ kiêu ngạo tiếu dung, kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút con rối là ai. Lão đại, người có phải hay không biết người kia là ai? An Kho cũng không nhìn được hỏi. Biết, nhưng không thể nói, nếu như hắn có thể tham gia ép thi đấu, đoàn đội ta không dám nói, người thi đấu muốn thắng hắn phi thường khó. Roby phi thường chắc chắn nói. Không phải đâu, ta nhìn người này am hiểu cận chiến, nhưng tự hồ cũng không am hiểu xạ kích. Mu Tam Nam nói, đơn đấu vương cạnh tranh là vô cùng kịch liệt có thể nói là người vinh dự đỉnh phong đừng nói toàn bộ thái dương hệ chỉ là use đều có rất nhiều đơn đấu hảo thủ so sánh đoàn đội thi đấu núp chỉnh thể cao cấp đơn đấu vương cạnh tranh là kịch liệt nhất một chi tiết liền trực tiếp có thể thay đổi kết quả cổ võ gia tộc cận chiến kia là tiêu chuẩn nhưng xạ kích phương diện núp độc chiếm vị trí đâu Roby không có giải thích trong đầu lại hiện lên mấy năm trước hình tượng xạ kích lấy trước mắt điều khiển cơ giáp thể hiện ra cận chiến trình độ, cùng hỗ trợ đánh trận kia ngắm bắn đoàn chiến, nhị ca xạ kích năng lực mới thật sự là đáng sợ. Bọn hắn không rõ bị chế bá khủng bố, đương nhiên những cái kia núp cùng trong gia hỏa đại khái cũng đều lãng quên đi. Các đội viên không biết lão đại vì cái gì coi trọng người này, nhưng thấy là rất đã, từ lần trước đoàn chiến sau khi thắng lợi, châu Mỹ sư đội viên giống như là khai khiếu một dạng, đoàn chiến trình độ tăng lên không ít, Vài phút về sau, con rối lại lần nữa tiến vào xếp hàng trạng thái. Đối thủ ra. Lần này Trang Chu cùng Hỏa Nam đều hăng hái, bởi vì làm đối thủ là Chi Rồng Thần Mã, Hỏa Tinh danh xưng thứ nhất nhân mã cơ giáp người sử dụng. Đương nhiên là không phải đệ nhất nhân ngựa khó mà nói. Nhưng khẳng định là đỉnh tim nhân mã, đã từng đạt tới qua hỏa tinh EMP nhân mã cơ giáp tỷ số thắng thứ nhất. Rồng trước quân giáo sinh, tốt nghiệp về sau không có tiến vào quân đội hoặc là chính phủ hệ thống, mà là thành EMP nghề nghiệp dẫn chương trình, khác cơ giáp đều không trần, chỉ luyện nhân mã cơ giáp, siêu cường độ thuần thuộc cùng độ dung hợp. Nhân mã cơ giáp, ROM, cỡ trung cơ giáp 85 trọng tải động cơ kép phân hạch trục khu động, sông ngực có dũi súng laser, titan trường mâu, các vị khán giả, nghiệm chứng trình độ một trận chiến đến. Còn rối trận chiến này đối thủ là chúng ta trong nhân mã cơ giáp cao thủ chi rong thần mã. Người này tất cả mọi người rất quen thuộc, đỉnh tiêm nhân mã người sử dụng, tại điểm cao đoạn tỷ số thắng yên nguyên cao tới 70%, khủng bố tỷ số thắng, quan phương cung cấp hắn phấn khích tuyển tập, mời thưởng thức. Đến người một nhà, hỏa nam cũng hưng phấn lên, nội chiến cái gì không có gì để nói nhiều, muốn vượt liên bang mới có thể kiểm nghiệm trình độ. Địa cầu cái chủng loại kia ngươi tới ta đi, giống như là mời khách ăn cơm, chiến đấu muốn hung mảnh tàn bạo, trưởng khống tiết tấu, đem đối thủ đánh mẹ cũng không nhận ra mới gọi thoải mái, ai cùng ngươi chơi nhà tròi. Trang Chu cùng Hỏa Nam cũng đều có chút kinh hỉ. Bởi vì vì bọn họ studio nhân khí đã lặng yên không một tiếng động đột phá 900 vạn, tại khổng lồ dẫn chương trình trong đại quân, Trang Chu là thức nhắm non nớt, Hỏa Nam mặc dù là lão pháo, nhưng không tại thê đội thứ nhất, thuộc về có phong cách của mình, nhưng lại chết tử tế không sống, cái này hơn 900 vạn nhân khí đều là giá trị đỉnh chi rông thần mã không hề nghi ngờ là nhân mã cơ giáp sở trường người vô luận là giả lập khu hay là chân thực khu phàm là nhìn thấy một người sử dụng cái nào đó cơ giáp đạt tới mấy ngàn thanh dù là hắn điểm số không cao cũng đều sẽ muốn cho cùng nhất định kính sợ đồng dạng đều là cực độ nắm giữ đối một cái cơ giáp thích tới trình độ nhất định thậm chí cố chấp sở trường một loại cơ giáp một phương diện đối sử dụng cơ giáp có đầy đủ hiểu rõ đồng thời kinh nghiệm phong phú đối phó các loại cơ giáp đều sẽ sinh ra một bộ mình nhằm vào phương thức, đương nhiên dạng này tuyển thủ rất khó tham gia ép thi đấu, ép thi đấu bên trong có nhằm vào anh hùng hồ chuyển tuyển quy tắc, là khá bất lợi. Chi rồng thần mã cũng đang chăm chú quan sát con rối tư liệu, làm nghề nghiệp dẫn chương trình tuyển thủ, con rối hắn cũng đã được nghe nói, am hiểu khải hệ cơ giáp. Khải hệ cơ giáp hắn đánh tương đối ít, chủ yếu là cơ giáp này hiện tại sử dụng suất cực thấp, đa số là USE tân thủ nhập môn khoản, sẽ không có người tại điểm cao đoạn sử dụng. Nhìn mấy trận tuyển tập về sau, chi rong thần mã cũng là trận mắt hốc mồm, nhất là khải hộ chiến cơ, người này lại đem một cái áp đáy hòm rác rưởi dùng ra bá vương chế bá cảm giác. Mà chính hắn studio vậy mà nhân khí cũng tại cao tốc kéo lên, người này hiện tại như thế được hoan nghênh sao? Vô luận là khải long vẫn là khải hổ, nhân mã chiến cơ đều có thể nhẹ nhõm nhằm vào, dù sao thuộc về một đời mới trong chiến cơ. Tính năng bên trên áp chế đối phương, nếu quả thật tuyển hai cái này, hắn vẫn là có thể có chính thành chính nắm chắc. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta là trong nhân mã người sử dụng chi rong thần mã, hoan nghênh chú ý, ta chỉ sử dụng nhân mã chiến cơ, lần này tuyển thủ tương đối đặc biệt, hiếm thấy am hiểu khải hệ, nhưng hắn sẽ không thật muốn dùng khải hệ đánh nhân mã chiến cơ đi. Chi rong thần mã nói, ta tra một chút tỷ số thắng, nhân mã cơ giáp đối đầu khải hệ chiến đấu rất ít, điểm cao đoạn thấp phân đoạn thống kê, nhân mã cơ giáp tỷ số thắng là trăm phần trăm, đây là cơ giáp tính năng cùng phong cách hoàn toàn áp chế. Nếu như hắn còn dám chọn, ta có thể cho mọi người phơi bày một ít. Chi rông thần mã nói vẫn tương đối đúng trọng tâm, nhưng là hỏa năm liền không có như vậy ôn hòa, tiểu trang, không phải ta xem thường ai, khải hệ giao đấu nhân mã cơ giáp tỷ số thắng là số không, ta cực hắn không dám tuyển lão nam, ta cho rằng con rối cây thần vốn không quan tâm đối thủ là ai, ta quan tâm chính là chúng ta cực chút gì, dù sao nhiều như vậy người xem nhìn xem đâu. Ha ha, rất tự tin a, à, ta cũng không khi dễ ngươi, hắn tuyển khải hệ ta đưa một chiếc phi thuyền vũ trụ, hắn muốn tuyển khải long có thể thắng, ta đưa 10 chiếc phi thuyền vũ trụ. Hắn thua, ngươi đưa một nửa là được, thế nào có dám hay không? Một chiếc phi thuyền vũ trụ khen thưởng là một vạn liên bang tệ, Đối với Trang Chu đến nói là căn bản không đủ sức, 10 chiếc. Tiểu Trang trực tiếp liền phá sản. Trang Chu có chút trầm mặt, một chiếc hắn bỏ bớt có thể làm được, 10 chiếc. Hỏa Nam mặt mỉm cười, hắn liền biết, thanh niên vừa người đi, vậy thì có cái gì tiền, cái này kêu là làm thẻ đánh bạc áp chế, nhưng vấn đề là khán giả sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ sẽ cảm thấy tiểu Trang quá sợ, không có can đảm, hắc hắc. Chương 47, Luận thao tác tính nghệ thuật Trang chu trong túc xá vỡ tổ, một ban cương mảnh người trẻ tuổi chỗ nào nhận được loại này khí. Trang chu, cùng hắn cược, em đi, lớn không được các huynh đệ ăn mấy tháng cơm, liêu. Chính là, lúc này không thể sợ, chơi hắn. Cùng hắn, coi như thua, các huynh đệ giúp ngươi góp, cái này liên quan đến chúng ta thiên kinh cơ võ mặt mũi, cái này nha hỏa tinh chó đánh chết hắn trong phòng ngủ người cùng nhau tiến lên đều là đàn ông nào có như thế bị khi phụ lại nói đây chính là con rối thần chơi hắn còn không phải trong giây phút ta tiếp trang chu một nháy mắt cũng là nhiệt huyết dâng lên hắn biết đối phương tại kích hắn thế nhưng là người trẻ tuổi không lên đầu còn gọi người trẻ tuổi sao song phương cũng tiến vào chiến sĩ cơ động lựa chọn chi rong thần mã nhân mã cơ giác con rối khải long đời thứ ba ta dựa vào đã lớn như vậy lần đầu tiên gặp qua như thế đầu sắc chẳng lẽ người địa cầu này không biết nhân mã chiến cơ đặc biệt nhằm vào loại này đời cũ cơ giáp sao hắn ngay cả lông đều sờ không tới hắn có lông sao hắn một cây cũng không có thắng mấy trận cũng không biết họ gì địa cầu chó thói hư tật xấu a à? khải long có thể thắng nhân mã ta đem màn hình ăn ta đi hắn đến cùng có biết hay không nhân mã cơ giáp tính năng a à? có chút thường thức sao Chi rong thần mã chờ đối phương lựa chọn đấu trường cảnh, nhìn thấy đối phương tuyển Khải Long, hắn cũng không nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng đối phương một mực không nhúc nhích, chi rong thần mã gửi đi một cái này khung cảnh chiến đấu, mà đối phương vậy mà dây qua. Hẻm núi chiến trường Đây là cùng sân thi đấu một dạng thường dùng tràng cảnh, rộng rãi đại hạp tốc, đối người mã chiến cơ loại này tính cơ động siêu cường cơ giáp cực kỳ có lợi. Chi rong thần mã chỉ là tùy tiện phát phát, không nghĩ tới đối phương thống khoái như vậy đây là thật không đề cao bản thân các huynh đệ đây thật là một cái kỳ quái đối thủ giảng thật ta cũng không biết làm như thế nào thua chi rong thần mã chính mình cũng cười khi lâu như vậy dẫn chương trình thật đúng là không có gặp phải dạng này kỳ hoa đây chính là trong truyền thuyết phúc lợi cục đi trang chu bọn người bắt đầu hồi hộp vì cái gì không phải sân thi đấu a à a à. sân thi đấu phạm vi tương đối nhỏ bé lấy khải long thao tác một nhất định có thể tranh thủ tiến công không gian, thế nhưng là đại hạp cốc làm sao làm. Cái này muốn người ngựa sử dụng am hiểu nhất xoay tròn không cách đấu pháp. Chẳng phải là chắc thắng không thua. Khải Long tốc độ là tuyệt đối theo không kịp. Mà càng làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối một màn xuất hiện, Khải Long chiến cơ tại lựa chọn đeo vũ khí thời điểm, vậy mà không có tuyển súng laser. Cái này là thật sao? Đây là đem mình một điểm hy vọng cuối cùng đều bóp tắt sao? Trang Chu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn kỳ thật sợ dĩ dám cược, là cảm thấy con rối thần hẳn là xạ kích cũng sẽ không kém, thế nhưng là ngươi không đeo thương là có ý gì? Ha ha, tiểu Trang A, à, cái này thật không trách ta, ta nghĩ con rối đại khái là muốn dùng ánh mắt đánh bại chi rong thần mã. Đây là USE mới khai phá ra năng lực sao? Hỏa Nam trong lòng sảng khoái không biết phải hình dung như thế nào, muốn là mỗi ngày đều có dạng này đồ đần, hắn đã sớm tài phú tự do. Ta cảm thấy con rối thần khẳng định là có chiến thuật, nhưng mã cơ giáp cũng không phải đặc biệt ít lưu ý, mạnh như vậy chiến sĩ cơ động, con rối thần nhất định hiểu rõ, cho nên chi rong thần mã tốt nhất cẩn thận một chút, cái này muốn đều thua, nên giải nghệ. Đều đã dạng này, Trang Chu là tuyệt đối sẽ không sợ, chết cũng phải đứng chết, trận tròn mắt. Ha ha, nói tốt, ngươi cảm thấy một hồi con rối có thể hay không muốn mở lại a à? tỉ như nói hắn quên mang súng nằm nhân không mang thương a à, ha ha hỏa nam tâm tình vui vẻ hắn chờ giờ khắc này chờ rất lâu cái vũ trụ này trừ hỏa tinh người ai cũng không có thể trang bức hai khung chiến sĩ cơ động tiến vào đại hạp cốc chiến trường chi rông thần mã lập tức tiến vào hết sức chăm chú trạng thái hắn đã rõ ràng hiểu rõ đến gần nhất cái này con rối rất đỏ hơn nữa còn đối trong tương đương không hữu hảo, đây quả thực là hắn tốt nhất cơ hội biểu hiện, dương danh lập vạn, trước bậc thang cơ hội đến. Nhân mã cơ giáp tiếng oanh minh đặc biệt bên ngoài lớn, chiến đấu ngay từ đầu liền chạy như điên. Loại này di động lực tại thú trang trong cơ giáp đều đỉnh tim, liền càng đừng đề cập hình người cơ giáp, về phần khải long, đem sức bú sữa mẹ dùng đến cũng chỉ có thể hít bụi. Biết con rối thực lực không kém, chi rong thần mã lập tức kéo dài khoảng cách, bảo trì tốt khoảng cách là cơ chiến bên trong tương đương máu chốt một điểm, đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn, công kích địch nhân uy hiếp. Đối phương ngay cả súng laser đều không mang, vậy đơn giản chính là bia sống, nhân mã chiến cơ tại trống trải đại hạp tốc lấy khải long làm trục tâm chạy công kích, ngực tia laser không ngừng oanh kích. Thú cài máy giáp xạ kích là cái vấn đề, trên cơ bản cần nhờ hỏa lực bao trùm, nhân mã cơ giáp xem như trong đó làm tương đối tốt, vần quanh phạm vi càng quét khải long chiến cơ cũng không có cơ hội chỉ cần trúng đích tranh tài liền kết thúc khải long tựa hồ cũng biết điểm này căn bản không có truy kích truy cũng đuổi không kịp ngược lại lại càng dễ bị đánh trúng nguyên địa làm tốt phòng ngự đại khái là cơ hội duy nhất âm 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 khải long chiến cơ cánh tay thuẫn bắn ra nguyên địa phòng ngự tận khả năng ngăn cản tia laser công kích không gì không phá cái này có thể phòng thủ tới khi nào chậm rãi đánh cũng đánh chết Hỏa Nam cười nói, lúc này hắn nghĩ chút cùng xì gà chúc mừng một chút. Chi Rồng thần mã phi thường thận trọng, không có tới gần, liền dùng tia la dè đã kích, mà Khải Long cũng từ bỏ công kích. Sau đó duy trì 5 phút đồng hồ xoắn ốc đã kích, Khải Long vậy mà phòng ngự giọt nước không lọt, nhân mã chiến cơ cũng không thể dựa vào tia la dè liền đặt vững thắng cục. Mà chi Rồng thần mã cũng rõ ràng điểm này, hắn dùng tia la dè quấy rối chỉ là muốn đạt được một chút ưu thế, tỉ như đánh gãy một cái chân loại hình. Nhưng nếu cho là hắn chỉ biết cái này liền 10 phần sai. Nhân mã chiến cơ gần người xung kích năng lực mạnh phi thường, một tất dài một tấc mạnh không phải thổi, tăng thêm bốn chân cường đại chèo chống lực cùng hệ thống động lực, chính diện có thế kháng trọng trang. Chi rong thần mã vẫn là vô cùng tinh thần, vừa mới một hồi bù lại con rối tài liệu tương quan, cũng biết người này cận chiến siêu mạnh, tới gần chính là cái cho cơ hội nhưng là hắn sẽ không chủ quan, Tila dè đánh không ra ưu thế, hắn sẽ một mực đánh, dù sao cũng không có có tổn thất. Nhân Mã Cơ Giáp không ngừng thu nhỏ công kích vòng, để Tila dè công kích càng thêm hung mãnh, nhưng từ đầu đến cuối duy trì Khải Long chiến cơ có thể truy kích phạm vi bên trong. Bao quát nháy mắt mạnh không đột tiến, chính là nói đối phương kỹ thuật cho dù tốt, lực bộc phát tại mạnh, nhưng mã chiến cơ cũng đầy đủ thoát khỏi chỗ trống. Mà một khi có lại phạm vi nhỏ vòng, hỏa lực bao trùm liền càng hung mảnh, né tránh đối với Khải Long đến nói càng ngày càng khó, rõ ràng Khải Long chiến cơ mất đi vừa mới bắt đầu thông dông, bắt đầu không ngừng thay đổi vị trí, đi theo nhân mã tiết tấu đi. Đây chính là hỏa tinh dũng mãnh sao, chẳng lẽ muốn một mực như thế vòng quanh quấn xuống dưới? Trang Chu nói, chiếm như thế đại tiện nghi còn không dám ngạnh cương. Tiểu Trang Cái này chính là của ngươi không đối, đây là tranh tài, tranh tài liền muốn thắng không cần để ý quá trình mà lại cái này kêu cái gì cái này gọi chiến thuật hỏa nam cười nói trang chu kém chút nín chết chính bọn hắn dùng liền gọi chiến thuật người khác dùng liền gọi sợ lão nam sợ chính là sợ đừng nói dễ nghe như vậy mười cái phi thuyền vũ trụ chuẩn bị xong chưa hỏa nam cười nói tranh tài còn không có kết thúc đâu trên sàn thi đấu nhân mã chiến cơ cũng tìm tới tiết tấu không ngừng thu nhỏ công kích vòng đánh khải long thua chỉ kém em mặc dù có tấm thuẫn phòng ngự nhưng đã là mệt mỏi ứng phó nhưng là nhân mã chiến cơ cùng khải long chiến cơ khoảng cách một mực bảo trì tại một không gạo có hơn bởi vì khải long chiến cơ nháy mắt đột tiếng truy kích lớn nhất khoảng cách chính là 10 mét đây là đang nhân mã chiến cơ nguyên địa bất động tình huống dưới mà chỉ cần nhân mã phản ứng liền muốn có thể lập tức kéo dài khoảng cách giàu có như vậy cầm chi rong thật đúng là không có đánh qua dù sao hắn là hạ quyết tâm chỉ cần đối thủ không bị thương hắn liền không tới gần mà hắn không tin đối phương có thể một mực đánh xuống ngay tại tất cả mọi người cảm thấy cái này đem lâm vào một trận ác chiến thời điểm nguyên một tiếng bạo hưởng dường như sấm sét một đạo hàng quan vạch phá bầu trời sau đó một cái ưu nhã độ công khải long chiến đấu cơ đáp xuống đất chạy như điên bên trong còn tại cọc 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 nhân mã chiến cơ bỗng nhiên phân gia, nửa người trên cùng nửa người dưới thoát ly, bay ra ngoài. Oanh. Nửa giây về sau, cơ giáp bạo tạc. Khải Long thắng. studio bên trong các lộ hỏa tinh người đang sảng khoái lấy, mắt thấy muốn đạt tới thời điểm cao trào, cảm giác kia chính là đột nhiên nhỏ di di không thấy. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a, à, làm sao liền đột nhiên tử vong? studio bên trong hỏa tinh người nháy mắt vỡ tổ. Trong lúc nhất thời quần tình sụt sôi, hận không thể trực tiếp dùng nước bọt chết đuối con rối, cho dù là hệ thống phán định bọn hắn cũng là không tin. Em đi, lừa đảo người địa cầu, những này cho người địa cầu khẳng định dùng không muốn mặc ám chiêu. Cái này thương mại làm sao thắng, ta không tin. Không có khả năng, cho hắn một vạn lần cơ hội cũng thắng không được. Ngay tại cãi lộn thời điểm, màn hình lớn đã cho ra tuyệt sát pha quay chậm chiếu lại. Nhân mã chiến cơ đang không ngừng vây quanh Khải Long làm cuốn vòng xạ kích, video cho ra khoảng cách đánh dấu, một mực tại 12m đến khoảng 15m vòng quanh. Điều này nói rõ Chi Rông là phi thường cẩn thận, mà lại hiểu rõ vô cùng đối thủ cực hạn khoảng cách. Ngay tại lúc nhân mã chiến cơ đang đến gần 10m khoảng cách nháy mắt, Khải Long không thấy. Phát ra tốc độ lần nữa thả chậm. Tại phòng ngự quá trình bên trong, Khải Long một mực tại vận sức chờ phát động, động cơ một mực duy trì đầy công suất, cũng chính là cái gọi là đột tiến trước giao. Nhưng là đột tiến đến không được loại này khoảng cách. Khải Long chiến cơ tự hồ theo một tiếng tiếng nổ liền biến mất, tại pha quay chậm hạ, Khải Long phát lực đột tiến phối hợp động cơ chứa đầy năng lượng. Đến một loại ăn ý cân bằng. Cũng chính là là làm cơ giáp phát lực cùng động cơ bắn ra cấp bước hoàn toàn phù hợp thời điểm liền sẽ sinh ra ngoài định mức lực đẩy, đạt tới đột tiến giá trị đỉnh, thiểm kích. Điều này không nghi ngờ chút nào là ép cấp cận chiến kỹ thuật. Thế nhưng là khoảng cách này. Pha quay chậm cho đến một khắc cuối cùng đặc tả, một đau hồ quan hiện lên. Thiểm kích, yến phản. ương nhã thông dông không mang một tia khói lửa thu hoạch, cực hạn xung lực phối hợp trôi chảy cao tốc vung đao cắt thuật, như là đầu bếp tróc thịt trâu. Khi ánh mắt đuổi theo thời điểm, Khải Long chiến cơ đã đàn hồi rơi xuống đất. Sau một khắc, nhân mã cơ giáp liền bị đá ra ngoài. Các lão bản, 4.396 ký túc xá bốn huynh đệ nhân vật đã bên trên, hoan nghênh phê bình mặt dễ thương. Chương 48, Hai phiên chiến Trang Chu cũng không để ý tới trên màn đạn huyên náo cùng chúc mừng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía hỏa nam, lão nam, thật lão khó khăn, ai, ta thực sự nghĩ không ra, cái này còn có thể thua, dùng cái mông đều không suy nghĩ ra được, 10 cái vũ trụ phi thuyền mặc dù không nhiều, ta cũng liền miễn cưỡng vui vẻ nhận, buổi tối có thể cùng các huynh đệ tới bữa tiểu đồ nướng. Trang Chu tận lực muốn khống chế nụ cười trên mặt, nhưng vẫn là có chút đè nén không được, mà đối diện hỏa nam sắc mặt thật là trầm chảy ra nước, nhà đồ nướng gấu nướng chưởng sao. Mười cái vũ trụ phi thuyền với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Mấu chốt còn như thế mẹ hắn thua, đồ chơi gì, thiểm kích yến phản, đây là người làm ra động tác sao? Vẫn là dùng khải lông như thế cái trách rưới cơ giáp. Thiểm kích động tác cũng là núp cái chủng loại kia kiểu mới cơ giáp mới có thể ngẫu nhiên sử dụng, cái này ở S10 bên trên cũng là hiển lộ tài năng, thật sự là quá sắc bén quá đột nhiên. Dùng siêu cấp phi công mà nói, cái này gọi là đột tiến cùng bắn ra khởi bước cộng hưởng mới có thể đạt tới kỹ thuật hiệu quả, cũng là ở kiểu mới cơ giáp xuất hiện sau đó từ bị nục chiến thần Maxim khai phá ra, lại được xưng là Maxim thiểm kích. Mà người này, trực tiếp thiểm kích thêm yến phản, hai cái cường độ cao kỹ năng nối tiếp sử dụng. Phân tích video cũng đi ra, chỉ dựa vào thiểm kích khoảng cách cũng là không đủ, chỉ có tăng thêm yến phản, cơ giáp giãn ra độ đạt đến cực hạn một đòn. Không chỉ có như thế, ở đột tiếng trong nháy mắt nhân mã chiến đấu cơ vị trí chỗ ở còn chưa tới vị trí công kích a à, khải long là muốn hoàn toàn dự phán đội ngũ quỷ tích di động nhân mã di động xung lượng cùng yến phản uy lực kết hợp lại mới tạo thành dạng này chém giết hiệu quả nhất đao lưỡng đoạn thiếu một dạng đều khó có khả năng đạt đến loại hiệu quả này đây là quái vật gì a à? ta liền nói nhân mã chiến cơ làm sao có thể bị dạng này cắt ra nhiều nhất chính là xé rách a à? lão tử chơi qua vô số thanh chưa bao giờ đánh ra hiệu quả như vậy người này có phải hay không học cấu tạo ta vậy mà nhìn ra nghệ thuật cảm giác giống như thứ nguyên trảm nếu như không phải trực tiếp ta đều tưởng rằng đặc hiệu đâu vũ tàng chu nại nhất và đồng ba người không biết cái gì tụ ở cùng một chỗ xem ra trận chiến kia hắn là mang tiết tấu chu nại nhất đạo vũ tàng gật gật đầu sở dĩ vũ tàng có một loại thoải mái cảm giác đồng thời tìm được vấn đề chính là đối phương ở theo tiết tấu của mình đánh thậm chí làm nhất định làm nền dẫn dụ chính mình tiến vào trạng thái tốt nhất đồng thời sử dụng lực lượng mạnh nhất nếu như giống như nhân mã dạng này căn bản không có sau này cái này kỳ thực giống như đoàn chiến vấn đề đoàn chiến tiết tấu cùng cá nhân tiết tấu hoàn toàn khác biệt mục đích chiến đấu tính chất có rất lớn khác biệt một chọi một càng ít một chút mà đoàn chiến muốn càng nhiều vì chỉnh thể chiến thuật cân nhắc thậm chí làm ra hy sinh. Kỳ thực vô luận đơn đấu vẫn là đoạn chiến, ai nắm giữ tiết tấu người đó chính là người thắng. Nhưng nghĩ nắm giữ tiết tấu của người khác biết bao khó khăn, đánh gãy nhiễu loạn thì cũng thôi đi, dẫn dụ đối phương tiết tấu, đây là bực nào tự tin. Ai, nếu là hắn là thiên kinh liền tốt. Chu Nại nhất cảm khái nói, loại này không cần ngôn ngữ liền có thể nắm giữ hết thảy đại sư mới thật sự là cao thủ đối với nhân mã một trận chiến cũng là như thế lấy trình độ như vậy chính xác cũng không cần súng la dè có lẽ là cái sai lầm nhưng cường giả chính là ở vô luận cái gì điều kiện bất lợi cũng có thể tìm được cơ hội bởi vì là người liền có sai phán liền có thể làm tâm lý dẫn dụ người thật là khủng bố ba người hai mặt nhìn nhau rõ ràng đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng ý nghĩ use có người lợi hại như vậy sao Hắn đối với USE đối thủ đều tương đối thân thiện, đây nhất định là USE lại nhìn một chút khác liên bang, mỗi lần đều giống như đá rác rưởi, bất quá. Sảng khoái a, Trang Chu nhìn xem Hỏa Nam, đắc ý nói, các huynh đệ, đây chính là con rối thần, lại xuống một thành, ta thật cảm thấy, đừng dùng người yếu tư duy đi đánh giá con rối thần, ta cảm giác hắn là cảm thấy đối thủ quá yếu, không có khó khăn cho mình chế tạo một điểm khó khăn, sự thật chứng minh. Còn chưa đủ liền dạng này cục đều không thắng được, ta thật không biết nên nói cái gì, đúng không, hỏa lão sư? Lấy ơn báo oán lấy gì báo đức? Hỏa Nam đưa tặng một cái phi thuyền vũ trụ. Hỏa Nam đưa tặng một cái phi thuyền vũ trụ. Mười cái vũ trụ phi thuyền sẽ qua, Hỏa Nam dù thế nào da mặt dày cũng không khả năng đang phát sóng trực tiếp bên trong không nhận nợ. Cảm ơn lão bản ra sức, hoan nghênh lão bản lần sau lại đến. Trang Chu cười nói hỏa nam không có phản ứng trang chu hắn bắt đầu phản kích các vị rom dũng sĩ tất cả mọi người thấy được cái con rối này tương đối không có lễ phép mỗi lần kết thúc đều trực tiếp đá chúng ta rom chiến sĩ đây là phách lối trần trụi cùng khiêu khích ta hy vọng có người đứng ra cho hắn biết thế nào là lễ độ để cho hắn hiểu được người sao hỏa trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu chiến sĩ mạnh biết bao cười nói một nửa trang chu ngay dại cái này mẹ nó trực tiếp làm nhân thân công kích lão nam, lời nói không phải nói như vậy. Hỏa nam khoát tay chặn lại, chúng ta người sao hỏa mặc kệ người khác như thế nào, ngược lại ta cảm thấy trong này vũ nhục, cũng chính là ta xuất ngủ quá lâu, bằng không thì ta đều lên, hỏa tinh các chiến sĩ. Thỉnh trực tiếp hướng con rối khởi sướng khiêu chiến, ta, hỏa nam sẽ cùng đại gia chiến đến cuối cùng, chỉ cần là chúng ta trong chiến sĩ, ta biết duy trì đến thực chất, con rối như thắng, ta sẽ đưa 10 cái vũ trụ phi thuyền, mãi cho đến hắn ngã xuống, dù là tán gia bài sản. Nói, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trang Chu. Trang Chu cũng nôn, cái này mẹ nó, luôn không biết xấu hổ, lão nam, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đây cái người mới cũng không sợ, nếu như con rối thua, ta trực tiếp tiễn đưa một trăm cái phi thuyền vũ trụ. Khí thế không thể sợ. Hai người trực tiếp gian trực tiếp đột phá một nghìn vạn nhân khí ý vị này hai người từ đây bước vào đứng đầu chủ bá hàng ngủ. trong phòng ngủ ba người khác trung lẫy bảy, mười cái, bọn hắn góp một góp thực sự không được, mượn một mượn còn có thể chịu nổi, một trăm cái bán đứng bọn họ cũng không đủ a, à, đã nghiền là thực sự đã nghiền, nhưng quá hết làm sao bây giờ? thừa dịp mưa đạn náo nhiệt thời gian nghỉ ngơi, huynh đệ ba cái đem trang chu kéo xuống, ngươi điên rồi sao? một trăm cái phi thuyền vũ trụ, bốn người chúng ta bán cũng không đáng a. À gì một trăm cái mười cái a à. trang chu mông mông cái gì mười cái ngươi vừa mới nói con rối thua ngươi tiễn đưa một trăm cái phi thuyền vũ trụ đại ca một trăm vạn a à, ngươi liền một cái tiểu chủ bá a à. trang chu mộng bức cơ mờ nờ vừa mới lúc nói chuyện không có qua đầu óc a à, hoàn toàn là huyết khí dâng lên thốt ra theo bản năng là tính toán trở thành mười vạn làm sao bây giờ trong túc xá bốn cái tiểu hèn nhát ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lời này đều nói đi ra còn ngay mặt nhiều người như vậy mấu chốt là nhân gia đều biết trang chu là thiên kinh cơ võ làm ta cá con rối thần là bách chiến bách thắng làng xe phía trước tất có lộ trang chu cũng là không đếm xỉa đến lời đã nói ra tát nước ra ngoài chẳng lẽ cùng hỏa năm nhận túng cái kia còn có gì khuôn mặt làm người không tệ lấy con rối thần thực lực nói không chừng thật có thể thắng được đi thua lại nói không sợ các ngươi run gì ta đây là kích động bốn cái yếu con gà dùng mềm nhất thái độ nói cứng rắn nhất lời nói có một chút có thể xác định trực tiếp nhân khí một mực duy trì một nghìn vạn cao vị hơn nữa hậu trường có thể nhìn thấy tương đương tỷ lệ là người sao hỏa bản thân là thuộc về mắt cao hơn đầu một điểm liền nổ thậm chí một bộ phận vẫn là chó dại hình thức từ trước đến nay cũng là bọn hắn gặp ai cắn ai mặc kệ đạo lý gì cắn phục mới thôi, thời đại này vậy mà xuất hiện dám hướng bọn hắn khiêu khích. Chưa từng nghe thấy. Cái này còn có thiên lý sao? Nhất định cho đối trên tay bài học. Rom tự nhiên không thiếu khuyết nhân tài, có người biên tập con rối tại đối mặt USE, núp cùng Rom đối thủ thời điểm phương thức xử lý, đối với USE là đứng đầu khách khí, đối với núp là đúng quy đúng cũ, đối mặt Rom đối thủ thời điểm là nhất không kiên nhẫn, cảm giác giống như là đối đại rác rưởi chán ghét tăng thêm giải thích chi tiết, thêm mắm thêm muối phía dưới, hỏa tinh bên kia thế nhưng lại nhấc lên bất mãn. Hỏa năm mục đích đạt đến, dù sao 10 cái vũ trụ phi thuyền, cũng nên bù trở về a, à, đây không phải là một số lượng nhỏ. Tiểu chủ bá một cái mập nguyệt cũng liền mấy vạn khối, hắn loại này trung đẳng chủ bá ngày tốt lành cũng mới cái giá này. Nhưng mà hắn tin tưởng vững chắc một điểm, còn rối tất bại, sớm muộn cũng sẽ có cao thủ giết chết hắn. Hơn nữa hắn tính toán qua, đang ghép đôi gặp phải hỏa tinh tuyển thủ tỷ lệ là không cao, ở tăng thêm con rối thắng liên tiếp, cùng với S cấp thủ thông, tuyệt đối là hơn 1.000 phân điểm cao đoạn, hơn nữa tỷ số thắng quá cao, đối thủ cũng đều là cao thủ, ở tăng thêm hắn cái kia không biết lượng sức, tự cho là đúng tính cách, nhất định có người có thể chơi chết hắn. 100 cái phi thuyền vũ trụ, đầy đủ hắn gỡ vốn còn có kiếm lời. Người sao hỏa là yêu ghét rõ ràng, thất bại chi rông thần mã sắp bị phun sinh hoạt không thể tự lo liệu cái này đều có thể thua mấu chốt là còn thua như thế uất ức đột kích yến phản nào không phải là một kỹ năng tránh không khỏi chính là đồ ăn chi rông thần mã khiêu chiến bị không để ý tới hắn nhất thiết phải lấy lại danh dự lập tức trả tiền khiêu chiến lý hạo cho a ung dung gửi tin nhắn bên kia còn không có động tĩnh a ung dung cũng rất cố gắng hắn cũng phải nỗ lực năm nghìn khối cái khác có thể nhịn cái này không thể nhịn xem thường ai đây lý hạo quả quyết đón nhận các vị người xem hai lần chiến hẳn là con rối thần đón nhận chi rông thần mã khiêu chiến mời vừa mới có rất nhiều người cảm thấy là ngẫu nhiên như vậy chúng ta xem có phải hay không ngẫu nhiên hỏa tinh đệ nhất nhân mã trình độ đến cùng như thế nào trang chu nói chi rông thần mã là nhân mã cơ giáp nghiệp dư thông thạo tuyển thủ nhưng xuất ngũ rất lâu trình độ suy yếu cũng là bình thường hỏa nam nói ai nha lão nam đừng như vậy a à, đây không phải phong cách của ngươi a à. trang chu cười nói hỏa nam hung hăng liếc mắt nhìn trang chu nhìn em đi tên ngu ngốc này chắc chắn là trả tiền khiêu chiến cần gì chứ chi rong thần mã không phục là nhân mã cơ giáp lợi hại nhất căn bản không phải xả kích mà là cận chiến hắn thậm chí hoài nghi vừa mới là đối thủ cố ý không mang theo súng laser, để cho hắn sử dụng công kích từ xa, thừa dịp hắn khinh thường thời điểm đánh lén. Vậy lần này, hắn liền chính diện xung kích, đặt nhân mã cơ giáp đặc điểm toàn bộ phát huy ra. Chương 49, Siêu Tân Tinh Không thiếu người xem ở cổ vũ ủng hộ, nhưng mà giống dạ đồng bọn người lộ ra khinh thường, đây là có bao nhiêu ngốc thật sự trình độ kém, vẫn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chẳng lẽ nhìn không ra chênh lệch. Con rối vẫn là Khải Long, lại không mang súng la dè, đối với lão bản, vô luận là đưa cơm hộp, vẫn là EMP, Lý Hạo đều tương đối chuyên nghiệp. Lần này chi Rông thần mã không mắc mưu, hết sức chăm chú, ngưng thần tụ khí, cơ giáp xuất thế, động cơ nổ vang. Đối diện Khải Long cũng là cẩn thận tỉ mỉ, ti tan đau nơi tay, bầu không khí ngưng trọng, khán giả cũng cảm thấy hỏa tinh đệ nhất võng hồng đội ngũ quyết tâm cùng ý chí. Bất luận một loại nào chiến sĩ cơ động, dùng tới mấy ngàn lần, đều có thể so với mình cơ thể còn quen thuộc. Khải Long đối mặt nhân mà chiến đấu cơ chính diện xung kích, nếu như kích thứ nhất tránh không khỏi, cơ bản liền không có. Tứ chi di động tính ổn định cùng biến tướng tính chất, là hình người cơ giáp xa xa không cách nào so, hơn nữa cái này lực trùng kích, phối hợp titan trường mâu, một tất dài một tất mạnh khải long có thể tránh qua sao trang chu trong lòng lau một vệt mồ hôi bởi vì hắn đã nghĩ tới một trăm cái trí mạng phi thuyền vũ trụ hỏa nam có thể lãng lãng rất nhiều đêm hắn không được chỉ cần con rối thu một lần hắn liền có thể cáo biệt chủ bá kiếp sống bắt đầu nhân sinh mới trong phòng ngủ ba người cũng đại khí không dám thở vốn là có chút lòng tin có thể không biết làm sao lại không còn oanh hẻm núi lớn có đầy đủ dáng dấp xung kích khoảng cách, nhân mã cơ giáp đem tính năng phát huy đến cực hạn, Khải Long vẫn là không nhúc nhích, cái này. Đừng nghĩ đến dùng thiểm kích tránh né, bởi vì nhân mã trong nháy mắt biến hướng cùng Titan mau chiều dài, dù là có quán tính ảnh hưởng cũng đủ để làm ra trí mạng sát thương. Đây mới là nhân mã chiến cơ địa phương đáng sợ. Hoặc hạng nhẹ chiến cơ trực tiếp né tránh, lợi dụng tốc độ cùng nhanh nhẹn không cho đối phương hoàn toàn khởi thế cơ hội khải long gì cũng không có chỉ là suy tính trong nháy mắt nhân mã cơ giáp đã hoàn toàn khởi thế lúc này muốn chạy cũng xong rồi giận ưng vô thỏ giết kèm theo chi rông thần mã kinh thiên động địa bạo đóng nhân mã lao nhanh xung kích thậm chí không có nhảy vọt chính là không cho đối thủ cơ hội trường mâu nơi tây thiên hạ ta có oanh khoanh tròn khoanh tròn oanh còn rối thắng cái này hỏa năm trong mắt kém chút rơi ra tới, nếu như chi rông thần mã ở trước mắt hắn. Hắn tuyệt đối có thể hút chết hắn. Đây là thế nào? Mã thất tiền đề. Tất cả mọi người đều nhìn thấy khí thế bừng bừng nhân mã chiến cơ đột nhiên ngã xuống, hoàn toàn mất khống chế ngã bay, tiếp đó liền bạo. Vấp té. Đại ca, ngươi sợ không phải muốn cười chết ta sao? Cơ mơ nờ, loại tình huống này hình người cơ giáp ta chính xác gặp qua, nhân mã chiến cơ bốn cái chân ta thật không có gặp qua hắn có thể đem nhà thiết kế tức giận từ trong phần mộ leo ra màn hình lớn đã trước tiên cấp ra chiếu lại giống như vậy nhân khí ngàn vạn trực tiếp đã trang bị chuyên môn nhân viên công tác nhân mã cơ giáp không tệ chính xác đã tiến vào cực hạn phạm vi công kích nhưng mà một đạo hàng quan bay ra ngoài nhân mã cơ giáp làm một cái đón đỡ động tác nhưng mà không có ngăn trở ống kính chậm nữa một cái Titan tan đau xuyên thẳng khoang điều khiển. Mất khống chế nhân mà chiến cơ trực tiếp hất bay ra ngoài, liền ngã tại Khải Long cách đó không xa. Khải Long chiến cơ làm duy nhất một chuyện chính là ném đi một cây đao. Cái này. Cái này có thể sao? Cái này có thể được không? Phi đao. Đây là thứ đồ gì? Có người làm như vậy sao? Thật sự, cái này triệt để làm nghịch trong quân liên bang trường học dạy học quy tắc. Không có dùng như vậy à, ti tan đao là chém, không phải ném. Trong lòng Lý Hạo mặc niệm một câu, cảm ơn lão bản. Chi rồng thần mã bị đá ra ngoài. Lý Hạo hạ tuyến, A à Du Du hồi phục, nàng huấn luyện xong, có thể cùng một chỗ bữa ăn khuya. Người nào đó đắc ý hạ tuyến, nhưng làm một đám người xem cho cấp bách mèo cao một dạng, chuyện ra sao, này liền không đánh. Trang Chu nháy mắt cũng không nháy mắt, không nhúc nhích nhìn chầm chầm hỏa nam, hỏa nam rất lúng túng, hắn thật sự không chuẩn bị a à, hung hăng cắn răng chỉ cần thắng một lần liền có thể kiếm lời nhẫn cảm tạ hỏa nam một cái phi thuyền vũ trụ cảm tạ hỏa nam cảm tạ hỏa nam trang chu cười đến mức vô cùng sáng lạn cảm tạ con rối thần hy vọng phía sau đối thủ chiến lực mạnh một chút cảm giác con rối thần đều đều không có phát huy đâu cái này nhưng làm hỏa tin người xem bị chọc tức có thể không có cách nào đều xuống tuyến mà đến từ USA người xem khen thưởng hiện đầy màn hình, còn có khích lệ Trang Chu, cũng có trực tiếp khen thưởng cho Trang Chu. Tiểu Chu lần thứ nhất cảm nhận được xem như một chủ bá hạnh phúc, không chỉ là lễ vật, có rất nhiều người là ưa thích hắn, từ vừa mới bắt đầu đối mặt hỏa nam khúng núng. Đến bây giờ có thể mới vừa dậy. Đây là hắn trưởng thành, mà những người này chứng kiến hắn trưởng thành, đồng thời sẽ tiếp tục ủng hộ hắn. Trang Chu, không cần sợ, cùng cái kia lão nam nhân vừa, cố lên. Thắng cùng một chỗ sản khoái, thu cùng một chỗ gánh, hận hắn. Trong phòng ngủ bốn người hai mặt nhìn nhau, bốn cái đại nam hài phát ra đủ loại quỷ khóc sói gào reo hò, đây chính là thanh xuân cùng cảm xúc mạnh mẽ. Một bộ phận người xem thay đổi vị trí trận địa, nhưng vẫn là có người lưu lại, tỉ như sự tử châu Mỹ người. Trọng điểm không phải phi đao hiệu quả, trọng điểm là Đao này là thế nào đi ra? là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên. Roby mang theo đám người tiến vào vip 3 d hình thức, có thể 360 độ quan sát đến Khải Long ra tay, cái này cũng là tương đương một bộ phận đỉnh tim cao thủ thiết trí cấm vây xem, bởi vì rất dễ dàng bị học tập. Từ nhân mã bắt đầu xung kích, Khải Long thủ pháp cầm đao cùng tư thế liền bắt đầu thay đổi, mà ở nhân mã đến khí thế đỉnh phong thời điểm, cũng là lực chú ý tập trung nhất thời điểm, phi đao ra tay. Thủ pháp cầm đao, vung đao thủ pháp, cổ tay run rẩy dữ dội, ở pha quay chậm phía dưới đều có thể nghe được cơ giáp kịch liệt động tác két két âm thanh. Titan đau trong nháy mắt tiêu thất. Nhìn đám người miệng đắng lưỡi khô. Lão đại, cái này sợ không phải cái quái vật, ta bình thường ưa thích chơi phi tiêu, người này tuyệt đối có trình độ điêu luyện A. À? Còn có người luyện cái này. Cơ có loại tùy tâm sở dục tiến công cảm giác, cái này mẹ nó là tiên phong theo đuổi cực hạn, chiến đấu này kinh nghiệm cùng lâm tràng phán định phản ứng luyện thế nào đi ra ngoài. Ta liền hiếu kỳ, dạng này người, trước đó biết không có tiếng tâm gì đâu. Mọi người nhìn về phía Roby, Roby nhún nhún vai, cứ việc các huynh đệ thiêu đốt hừng hực bát quái chi tâm. Nhưng mà hắn không thể cho nhị ca gây phiền toái, hắn cũng không phải cái lắm mồng người, ai, nhớ tới chuyện năm đó liền khí. Thiên kinh cơ võ, xuyên hương hỏa nồi. Nghe xong có ăn, không có người biết cự tuyệt mã long mang theo thịnh mạng đúng chỗ đương nhiên mọi người quan tâm hơn chính là lý hạo bằng hữu a à du du vũ tàng cùng tả tiểu đường chính là hai cái ăn hàng có ăn những chuyện khác đều không phải là rất trọng yếu ta muốn siêu cấp cây ta muốn biến thái cây khụ khụ các huynh đệ trước chim uyên ương a ta cùng thịnh mạng ăn mã long tránh khỏi một hồi chiến tranh mã long chim uyên ương không có linh hồn mạng mạng chính là ta linh hồn. Mã Long Đồng học vân đạm phong khinh, một bên thịnh mạng khanh khách cười không ngừng. Đại tam thịnh mạng chính xác bắt đầu phóng ra đại học nữ sinh đẹp nhất thời khắc, rút đi ngây ngô, thành thục ưu nhã, hơn nửa mặt cũng càng ngày càng có phẩm vị, quả nhiên là có chút miễu sát sân trường mọi người, cái này hai vợ chồng gần nhất tú ân oán tần suất có chút cao. Không bao lâu A à Du Du liền một đường chạy chậm chạy tới, ngượng ngùng, ta tới chậm không có việc gì chúng ta cũng mới vừa đến tới giới thiệu một chút đây là chúng ta phòng ngủ ca môn mã long nhan trị đảm đương vũ tàng siêu tân tinh tả tiểu đường thâm niên truy tinh đạt nhân thịnh mạng mã long bạn gái chúng ta thiên kinh cơ võ đẹp nhất sư tỷ a du du nghệ thuật hệ học sinh trao đổi lần thứ nhất gặp mặt không thiếu được muốn quan sát lẫn nhau một chút vũ tàng thấy qua tả tiểu đường cảm thấy đối phương là rất thoải mái nữ sinh thịnh mạng sư tỷ cũng đẹp, nhưng mà có khoảng cách cảm giác, mã long sao, đúng a à, ung dung vẫn là hơi có chút thất vọng, làn da có chút đen, sơ lược thô ráp, không có ảnh chụp dễ nhìn, nằm cung gia đại tiểu thư, nàng không thơm sao. Thịnh mạng nhìn cẩn thận nhất, nữ sinh sao. Nhất là nàng loại này trong xương cốt mang một ít nữ vương tâm tính, nữ sinh này để cho nàng thoải mái hơn, không giống dạ đồng hùng hổ dọa người như vậy, chu nại nhất tính cách không tệ, nhưng rõ ràng không phải người một đường. Chứa mạng vô cùng nhiệt tình lôi kéo A-du-du ngồi xuống, bia vừa lên, nồi lẩu nhiệt khí đi ra, trong nháy mắt bầu không khí linh dậy. A-du-du, ngươi đến từ nút thành thị nào, ta ngày nghỉ cơ hội đều muốn đi mặt trăng lữ hành, đối với bên kia vẫn là rất quen. Casa À, Casa A, đây chính là Thái Dương hệ nổi danh nhất mua sắm thành thị, danh xưng hàng đủ nhất chỗ. Đủ loại hàng định bản, đều ở Casa, nhận được MK Trung tâm Thương mại sao ta quá yêu cái địa phương kia. vừa nhắc tới mua sắm, chứa mạng lập tức trở nên thao thao bất tuyệt. nàng thật sự ưa thích xa xỉ phẩm, đẹp, cần dùng đồ vật đẹp trang trí để cho sinh hoạt trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. dùng chứa mạng thường xuyên, nữ sinh muốn đối chính mình tốt một chút. a à, du du gật gật đầu, nơi đó rất tuyệt, chỉ là ta rất ít đi. lần sau chúng ta cùng một chỗ, ta ở casa bên kia cũng có rất nhiều hảo bằng hữu. Hai nữ sinh trò chuyện thời thượng cùng đồ trang điểm thời điểm, nam sinh hoàn toàn liền chen miệng vào không lọt. Cho dù là Mã lão sư cũng sẽ tương đối khiêm tốn một điểm, không phải hắn không hiểu, mà là đồ chơi trò chuyện hứng thú, ngày mai sẽ phải đi mua sắm, cái kia hầu bao áp lực liền lớn. Vũ Tàng, chiến đội các ngươi thế nào, Chu Nại nhất cùng Dạ Đồng như thế nào không đến, cũng là đồng học, cùng một chỗ náo nhiệt một chút a. À. Mã Long có chút tiếc hận hắn rất ưa thích thiên kinh cơ võ tam đại mỹ nữ cùng đài có chút thảm bị giáo dục hạo ca hẳn là để cho thử một chút nghe lớp trưởng an bài a à, bất quá thật không có lớn như vậy chênh lệch ngươi cùng dạ đồng trình độ còn tại đó chỉ là đều không cái gì đoàn chiến kinh nghiệm thôi lý hạo cười nói chu nại tất cả nên mời ta ta đoàn chiến tiêu chuẩn vẫn là rất mạnh mã long hưng gây nên bừng bừng nói bọn hắn đang ăn, một bên mấy bạn nam sinh đều tại nhìn bên này, cuối cùng có nam sinh đi tới, là Vũ Tàng đồng học sao? Vũ Tàng gật gật đầu. Vũ Tàng đánh tốt, chúng ta thiên kinh cơ võ phải xem ngươi rồi. Đánh xinh đẹp, có thể cùng con rối đánh thành như thế ngươi là một cái duy nhất. Vũ Tàng có chút ngượng ngùng, thua, không có gì xinh đẹp. Quá khiêm nhường, không nhìn bầu trời tinh tinh tức sao, người chính thức trúng tuyển USE lần này siêu tân tinh. Lý Hạo giới thiệu lúc siêu tân tinh là hình dung từ Mà đây là đường đường chính chính chân chính phong hào Siêu tân tinh Chỉ có liên bang năm thứ nhất Cùng hai năm cấp đỉnh tiêm tuyển thủ mới Có thể cấp cho xưng hào Cũng liền mang ý nghĩa vũ tàng Đã chính thức trở thành thiên kinh cơ võ bản hiệu Chương 50 Ra khỏi chiến đội Cái này đánh giá là các phương diện tổng hợp khảo lượng hàng năm có thể trúng cử siêu tân tinh cũng chính là mười mấy người, ở trường quân đội giới tuyệt đúng là có mặt bài. Đây là sự thực để cho Mã Long hâm mộ, nhưng thỏa đáng trang bức lợi khí, tương đương đi ra ngoài trên đầu treo lên bút, cỡ nào thích hợp cùng học mùi giao lưu a à, ta đi, bữa muốn vũ tàn mời, choáng nha, trúng tuyển siêu tân tinh mà lại không nói một tiếng, phải chúc mừng một chút, tới. Vì vũ tàn cạn một chén, cũng vì bạn mới A-du-du à du đồng học cạn một chén. Mang bầu không khí, mã lão sư đó là người trong nghề vũ tàng là thực sự không cảm thấy cái gì danh hào không cần thực lực mới là đạo lý quyết định hắn cùng con rối rõ ràng có chênh lệch chỉ là những người khác không cảm giác được thôi nhân tại như vậy đáng giá tán thưởng lý hạo thì tại cùng a du du trò chuyện nàng huấn luyện tình huống a du du có chút không muốn khiêu vũ nhưng mà lý hạo cảm thấy thật đẹp rất tuyệt a du du nghe vẫn là vô cùng vui vẻ nàng vẫn đối với chính mình vũ đạo không phải có lòng tin như vậy ta không hiểu cái gì là hoa lệ chẳng qua là cảm thấy vũ đạo có linh hồn rất đẹp rất đẹp lý hạo từ trong thâm tâm nói nghĩ tới a du du ở trong cơ giáp một đoạn kia thật sự đẹp luận đẹp rực rỡ bây giờ trở về nhớ lại tới vẫn là mỹ cảm mười phần a du du có chút đỏ mặt bất quá vẫn là rất vui vẻ một bên mã lão sư cười hạo ca ngươi thật là A Du Du đường xa mà đến, cách nhau 38.4 vạn cây số quen biết, đây chính là duyên phận a, ta đề nghị các ngươi chơi ba chén chúc mừng một chút. Ngươi có thể uống sao, ta làm, ngươi tùy ý. Lý Hạo cũng là tương đối lưu loát, ba ba ba, ba chén uống xong. A Du du nhìn xem cái chén lớn, có chút phát sầu, nhưng mà nắm quả đấm một cái rất nhanh liền tới dũng khí, ta có thể. Đang lúc mọi người vỗ tay bên trong, thật sự liên tục làm ba chén, mùi rượu quả nhiên là sông A à du du thè lưỡi, nhưng một loại phóng túng tự do cảm giác một dạng buông thả ra tới, đây là ta đứng đầu liều chết một lần, cảm giác lần ta cũng có uống rượu đảm lượng. Có khí thế, ngươi là chúng ta gặp qua uống rượu phóng khoáng nhất mặt trăng nữ sinh. Mã Long nói, hướng về phía Lý Hạo nháy mắt ra hiệu, làm huynh đệ, đến giúp ở đây, đằng sau xem ngươi rồi, phàm là nhớ kỹ lão sư nói, hôm nay liền có thể cầm xuống. Trong lúc nói chuyện phím, đại gia cũng biết A-du-du là tới nơi này học tập địa cầu vũ đạo cùng âm nhạc, nhất là thiên kinh chỉ mới có hí khúc. Cổ xưa văn hóa, nhưng phá lệ có hương vị và văn hóa lắng động. À, a A-du-du, ngươi cái vòng tay này là ác đại ngôn cái kia hạng đình KPL Ngân Hà sao, trời ạ, à, cái này Thái Dương hệ hạng đình 100 cái. Thình mạng giật mình nói, uống rượu sau đó hơi nóng, A-du-du vén tay áo lên lộ ra ngoài, nam sinh không để ý nhưng thịnh lập tức chú ý tới chỉ là nàng không quá xác định đây không phải vấn đề giá cả mà là căn bản mua không được a à, cái này sao giả dạ. a à, du du cười nói ta dạo phố thời điểm tiện tay mua thịnh mạng bừng tỉnh đại ngộ thế này mới đúng sao nàng cũng không mua được đồ vật khó trách ta cảm thấy ngươi cái này ngân hà thiết kế có chút quá sáng chính bản không có như thế sáng tăng thêm thật nhiều nước chui a à? thịnh mạng cười nói a à, du du cười cười quên hái được đây là nàng dành riêng đương nhiên cùng phía ngoài không giống nhau đám người ăn xong nam sinh đương nhiên phụ trách tiễn đưa nữ sinh trở về tới siêu tân tinh tả ca ca tiễn đưa ngươi trở về tả tiểu đường lôi kéo vũ tàn cười nói hai cái lưu manh đột nhiên cảm nhận được một tia cô độc trước đó chỉ có mã long tốt bây giờ liền hạo ca cũng bắt đầu đeo đuổi nữ sinh không bao lâu lý hạo trở lại ký túc xá thì nhìn mã lão sư đứng tại trên ghế tuyên truyền giảng giải đây là lại tại đi học ba người nhìn thấy lý hạo xuất hiện đều ngẩn ra ngươi thế nào trở về mã long giống như là nhìn quái vật đánh giá lý hạo ngươi làm sao lại nhanh như vậy trở về nữa nha lý hạo ngẩn ngơ ta không trở lại đi chỗ nào ta đi đại ca ta thật là uống rượu chính là vì uống rượu không uống là bầu không khí a à? uống là cảm giác a à? ngươi suy nghĩ một chút men say mông lung tình cảm bành trướng, hóc môn bộc phát, hảo cảm tăng gấp bội, lá gan cũng lớn, chuyện gì cũng là tăng gấp bội, có thể nói chuyện yêu đương. Có thể làm vận động, ngươi, ngươi. Mã lão sư mau tức đến không ra lời tới, hơn một năm nay đều dậy không a, à, Lý Hạo cười khoát khoát tay, chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu, dạng này rất tốt, thật vui vẻ. Xoa, phục ngươi, bất quát toán, ngươi cuối cùng khai khiếu, so hai cái này hàng tốt một chút hôm nay mã lão sư uống vui vẻ, chỉ điểm một chút các ngươi. Ngươi không uống cũng ưa thích chỉ điểm chúng ta. Tả tiểu đường bất thình lình nói. Tả tiểu bàn, nghiêm túc một chút, tới, hỏi các ngươi một vấn đề, như thế nào nhanh chóng để cho một người nữ sinh đối với ngươi đánh mất sức chống cự. Vũ tàn nhãn tình sáng lên. Vội vàng nhấc tay, cái này ta am hiểu, lúc bình thường, một cái đấm thẳng là đủ rồi, không đủ, ta ở thêm một bộ tổ hợp quyền ngoài trừ dạ đồng cùng lớp trưởng cao thủ như vậy, có rất ít ngăn cản được, ân, trường học của chúng ta không còn. Mã Long từ cái ghế rớt xuống, ngươi nha, thực sự là bằng thực lực đơn thân, hạo ca, đừng để ý đến hắn, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, như hôm nay loại không khí này, ngươi có thể mang theo yêu thích nữ sinh hơi nhiễu điểm lộ, không cần thẳng tắp đi trở về đi, suy nghĩ một chút, thiên kinh cơ võ kiến thiết lập xinh đẹp như vậy, núi nhỏ kia sườn núi. Hồ kia, không phải là vì trộm cá cái ghế kia không phải bài trí đi đến địa phương u tỉnh hơi như vậy nghỉ ngơi một chút nhìn ta tới tả tiểu bàn chúng ta biểu diễn một lượt nhẹ nhàng kéo tay của nữ sinh ánh mắt phải sâu yêu sâu sắc chú nhớ kỹ lúc này không cần trốn tránh đừng sợ lấy ra các ngươi cơ chiến tuyệt sát một khắc kia khí thế hôn đi nhìn xem trương kia miệng rộng chán ghét tả tiểu đường đẩy ra mã long mã long ngươi hẳn là đi học biểu diễn kiểm tra sai chuyên nghiệp. Cắt, nhân sinh chính là sân khấu, ta kiểm tra tinh hạm chuyên nghiệp, chính là vị soái nhân sinh của ta quán xuyên một cái soái chữ. Dạng này có quá nhanh hay không? Lý Hạo nhìn không được hỏi, rất rõ ràng động lòng, chính là sợ đường đột giai nhân. Đừng, nam nhân ngoại trừ lúc kia cùng lúc kia, những thứ khác cũng có thể nhanh, ngược lại nữ sinh ngay tại lúc này thường thường biết một câu, có phải hay không quá nhanh, nếu xuất hiện loại tình huống này, ngươi làm sao bây giờ ba người hai mặt nhìn nhau cái kia thay cái thời điểm tả tiểu đường nói phi mã long đều không thèm để ý không khoái vừa vặn muốn vừa phải kiên quyết vũ tàng đột nhiên cảm thấy chính mình nắm giữ chân lý muốn vừa vừa ngươi một mặt vừa cái chù y mã lão sư giống như là nhìn hai cái đồ đần phải động não một dạng nữ sinh hỏi ngươi có phải hay không quá nhanh không phải để cho trả lời, mà là chờ biểu đạt. Lúc này, ngươi hẳn là thâm tình và kiên định nhìn xem nói, ta yêu ngươi, mỗi một phút mỗi một giây đều nhớ ngươi, tiếp đó hôn đi, nhớ kỹ, lúc nói nhất định phải đi tâm, đừng đi thận gấp gáp gấp gáp, như vậy thì sẽ không buồn nôn, tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nồng, đương nhiên lấy các ngươi trình độ điêu luyện, nói ưa thích là được. Rồi, nói thích, sợ các ngươi khống chế không được. Ba cái nam sinh trận mắt hốc mồm. Lý Hạo sửng sốt hồi lâu, nhìn xem tả tiểu đường cùng vũ tàn, nói thật, hắn vừa mới lúc nói, ta vậy mà không cảm thấy không biết xấu hổ. À, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đã thành thói quen? Tả tiểu đường lau nước miếng. Không, chúng ta đã đón nhận hắn chính là một cái LSP. Trong phòng ngủ một hồi huyên náo, nói tới nói lui, nháo thì nháo, đại gia vẫn là vô cùng hâm mộ Mã Long ở nữ sinh thu phóng tự nhiên tài nghệ. Lấy Lý Hạo đánh giá, cũng liền tương đương với hắn ở EMP bên trong cảm giác. Đọc cô cầu bại. Ban đêm, trên diễn đàn vẫn như cũ nổ tung náo nhiệt, nhất là hỏa tinh EMP diễn đàn. Con rối đã lên bọn hắn hát bản, dám xem thường hỏa tinh chiến sĩ. Ai cho ngươi lá gan, ai cho ngươi khuôn mặt. Chú ý a, à, người sao hỏa thói quen là, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy ngươi xem thường ta, ngươi chính là xem thường ta, ngươi quỳ xuống, đều cảm thấy ngươi quỳ không đủ nghiêm túc. Không thiếu hỏa tinh tuyển thủ đang chờ đợi dạy con rối làm người. Chỉ là bây giờ con rối đang tại nằm ngáy o o, ngủ rất ngon lành, bỗng nhiên Lý Hạo cau mày. Lý Hạo cảm giác thân thể là phiêu, mà bốn phía có chút quen thuộc, nhưng lại vô cùng lạ lẫm, lờ mờ là thiên kinh kiến trúc. Nhưng mà vì cái gì đã đã biến thành xác, không khí là mờ mờ, trên mặt đất nhưng là một mảnh cháy đen, bầu trời lờ mờ, U ám bên trong, tự hồ có không ít to lớn thân ảnh ở di động với tốc độ cao. Là mộng. Ngủ đi, trong mộng Lý Hạo nói với mình, trên cơ bản loại tình huống này đã hoàn toàn có thể khống chế. Buổi trưa giờ học mới vừa lên xong, Lý Hạo liền bị gọi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng tốt. Đối mặt Long đang bé gái, Lý Hạo vẫn là phi thường quy cự. Long đang ni ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Lý Hạo, nàng khinh thường vốn cho rằng chuyện năm đó đi rất lâu. Hơn nữa mấu chốt là chuyện kia đuối lý núp, nhưng mà nàng đánh giá thấp gia tộc mê -la -phít lực ảnh hưởng, nhất là năm đó người kia tự hồ khôi phục, quan hệ rắc rối khó gỡ, cũng không nguyện ý làm một cái thông thường quân giáo sinh làm cho đối phương khó chịu, huống chi trên thân lý hạo chính xác cổng án cũ, dễ dàng bị người hữu tâm nắm. Lý hạo, có vấn đề rất xin lỗi, người có thể không cách nào đại biểu thiên kinh cơ võ dự thi. Long Đan Ni không có tìm những thứ khác mượn cớ. Lý Hạo ngẩn người, mỉm cười, minh bạch, hiệu trưởng. Nếu như Lý Hạo phát điểm tính khí, Long Đan bé gái có thể còn thoải mái một điểm. Lý Hạo nụ cười lại có chút đau nhói Long Đan Ni. Ngươi có cái gì yêu cầu, ta có thể đáp ứng nhất định thỏa mãn. Long Đan bé gái nói, nàng cảm thấy Lý Hạo nhất định là tương đương có tiềm lực, vốn định làm xong trong tay sự tình ở chuyên môn xem, nhưng cho dù nàng, cũng không cách nào dùng đầy đủ lý do thuyết phục ép thi đấu quan phương. Hiệu trưởng, ta còn thực sự có chút việc, a à, du du động học nghĩ điều khiển cơ giáp, ta có thể mang nàng sử dụng phi cơ huấn luyện giáp sao? Đương nhiên có thể, chú ý an toàn là được. Long Đan Ni gật gật đầu, còn có cái gì? Lớp trưởng chiến đội thiếu một cái huấn luyện viên. Kỳ thực thực lực rất tốt, chỉ là cũng không có cái gì đoàn đội kinh nghiệm, chính mình cứng rắn tìm tòi có chút lãng phí thời gian. Lý Hạo nói. Long Đan Ni suy tư một hồi, như vậy đi, ta cùng mong nghiệp giáo thụ nói một chút, hắn gần nhất có cái chiến thuật đầu đề vừa vặn có thể cùng chu nại nhất chiến đội huấn luyện phối hợp một chút. Tốt, hiệu trưởng kia, phiền phức thông báo một chút lớp trưởng, ta liền từ chiến đội lui. Lý Hạo nói, hắn ngược lại không quan trọng, chủ yếu không muốn chu nại nhất bọn hắn lúng túng. Long Đan Ni ừ một tiếng, không có cách nào dự thi nàng cũng không thể nói ngươi ở bên trong làm bồi luyện các loại dù sau đó cũng quá vũ nhục người